Rồi, alo, chào các bạn Kiều Anh, Mỹ Kim, Tường Vi. Rồi, các bạn nghe rõ không? Tương tác với thầy với. Ha. Rồi, bữa nay mình sẽ làm luôn ha. Bắt đầu luôn thì là hôm qua buổi trước hôm qua đó còn cái câu số 10 này nè ha, tôi muốn để cho các bạn về làm thử đó. Thì thôi bữa nay tôi sửa luôn nha. À, trước tiên mình thiết kế cái năm tháng nè ha, doanh thu nè, tổng doanh thu nè. À, 5 tháng mình lấy từ cái cột ngày vô nè. Nha, bỏ bớt cái quý đi, bỏ cái ngày đi thì mình còn 5 tháng thôi. Nha. Nha, 5 tháng. Rồi, mình kéo cái doanh thu của mình vô nha, total revenue vô. Thì mình có được cái doanh thu nha, doanh thu theo từng năm, từng tháng ha. Ví dụ mình đang nói cái doanh ở đây là doanh thu của tháng 1 năm 2019. Ở đây là doanh thu của tháng 3 năm 2018 nha. Thì yêu cầu của bài tập này là cái gì? Cho người ta biết thống kê có bao nhiêu trong mỗi năm á, có trong mỗi năm ha, thì doanh thu của tháng đó thì có bao nhiêu tháng có doanh thu lớn hơn 40 triệu. Thì ở đây nè các bạn thấy nè, doanh thu của tháng nào, của từng tháng nè, nào mà lớn hơn 40 triệu nè, tháng 3 lớn hơn 40 triệu nè, tháng 4 lớn hơn 40 triệu, tháng 5 lớn hơn 40 triệu, tháng 6 lớn hơn 40 triệu nè, thì tổng trong năm này có bao nhiêu có tháng đạt doanh thu ha, hay còn gọi là có doanh thu lớn hơn hoặc bằng 40 triệu, đúng không? Thì để trước tiên để mình làm được công việc này á thì các bạn phải làm được cái cột này nè, tạm gọi đây là E2 value. Có nghĩa là tôi sẽ những cái tháng nào mà có doanh thu đạt định mức thì tôi đánh số 1, còn không tôi để trống. Thì để làm cái này ha, E2 value này thì rất là dễ ha, xem thầy làm thử cho một cái nè. Thì ở đây mình tạo một cái mixer. Tạo một cái mixer. Tôi gọi này là E2 value ha. À, chả giống cái tên của mình thôi. Thì mình chỉ cần dùng một cái lệnh if thôi các bạn. If mình kiểm tra nếu mà cái doanh thu, có nghĩa là cái total revenue này nè, mà lớn lớn hơn hoặc bằng ha 40 triệu, 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, thì tôi để số 1, còn ngược lại tôi để trống ha. Thì bạn coi nè, chỉ cần vậy thôi. Thì khi bạn kéo nó vô thì bạn sẽ thấy nè, bạn thấy nè, doanh thu của cái nào mà nó lớn hơn 40 triệu thì để số 1, còn dưới 40 triệu thì nó để trống nha. Mình chỉ cần dùng này, tại vì sao mình phải làm như vậy? Thì khi bạn làm được cái cột này rồi á, thì về mặt bản chất á, là con số tổng các tháng đạt doanh thu á, đạt định mức á, là bạn chỉ cần sum cái cột này lại thôi. Sum lại mình cộng ở đây ví dụ 7 tháng là mình cộng 7 con số 1 lại ra 7 thôi, thấy không? Thì cái cột này nó trở về như vậy thôi nha. Thì ở đây tôi cho các bạn xem cái bài mẫu này ha, cách làm nó đơn giản ha, nó rất là đơn giản. Ở đây tôi cho các bạn, à, tôi gọi là cái hai hai main này nè. Thì trước tiên á, là các bạn phải nhớ là mình phải có cái cột gì main ở đây, gì main rồi, gì main là cái cột 5 tháng này nè. À, cái cột 5 tháng này nè. Ha. Thì để tôi copy qua đi, tôi cho các bạn, tôi hướng dẫn cho các bạn ở chỗ này. À. Đây, à, tôi coi thử mình có cái gì mình ở đây chưa. Chưa có thì mình tạo thôi ha. À, mình có gì, có mình, có new desk, tôi tạo thêm cái cột gì mình đi ha. À, tôi tạo một cái cột gì mình
gì mình ha. Thì bản chất cái hàm mình dùng cái hàm format thôi. Format mình là nha, đắt thì mình xem lấy cột đét nè ha. Mình định dạng mình lấy 5 tháng thôi, năm bốn số đầu là năm, hai số tiếp theo là tháng. Thì để mình tạo ra cái cột GMIN này nè, lý do tại sao ha, để tôi làm cho bạn thấy nè. GMIN tháng 1, tháng 2, tháng 3 ha. Thì cái hai này nè, bây giờ bạn xem cái chỗ này, tôi tạo một cái mixer này nè, cái cột của mình là cái bảng của mình ha, nét điểm ha, tôi chạy cho ra kết quả đi, rồi tôi cho các bạn, tôi giải thích lại cái này cho các bạn hiểu lý do tại sao hai mình ha. Thì bạn thấy nè, nó cộng lại bằng 7 nè, cái này cộng lại bằng 5 nè, có 5 tháng đạt doanh thu nè. Trước tiên tôi giới thiệu cho các bạn cái hàm này trước nè, cái hàm value này để làm cái gì ha. Cái hàm value này để làm, bản chất cái hàm value này nó trả về một cái bảng nha các bạn, nó trả về một cái bảng, nó giống như cái hàm summarize, nó cũng giống như cái hàm calendar vậy đó. Thì cái hàm value này nè, để tôi thử cho các bạn xem. Thay vì bây giờ tôi lấy cái cột GMIN này thì ở đây nó lấy về tới 2919 dòng, mà thực tế ở đây là mình chỉ có bao nhiêu, mình chỉ có bao nhiêu đi tháng năm thôi, thực tế là một năm mình có 12 tháng, mình có 8 năm, 8 nhân cho 12 thì nó 96 dòng thôi, 96 cái giá trị thôi, mà mình thay vì mình lấy cái cục này nó tới 2919 dòng thì nó nhiều quá, thì tôi dùng cái hàm này nè. Bản chất cái hàm này, hàm này nó trả về bảng các bạn, do đó bạn phải new cái table, nó giống như cái hàm summarize hoặc calendar vậy đó. New cái table nè, tôi thử cho bạn xem. À, cái table này ha, thì tôi dùng cái hàm value nè bạn ơi, tôi lấy từ cái bảng dead dimension tôi lấy ra cái cột GMIN nè, thì lúc này nó trả về cho tôi chỉ có 96 giá trị thôi. Một tháng của mình có, một năm mình có 12 tháng, mình có 8 năm thì 96 giá trị. Có nghĩa là bản chất á, là nó lấy ra, nó cũng lấy cái cột này nhưng mà nó không lấy giá trị trùng lắp, thì nó lấy chỉ ra 96 cái giá trị này thôi. Thay vì mặc dù mình có 2919 dòng nhưng mà giá nó bị trùng nhau nè, thì trùng nó lấy một lần thôi. Bản chất của hàm value này là nó làm như vậy, và nó tạo ra cho mình một cái bảng nha bạn, nó tạo ra cho mình một cái bảng, hình như không, nó tạo ra cho mình một cái bảng. Thì ở đây là tôi làm sao, tôi muốn ở đây nè. À, tôi nói lại cái hàm này, thì cái hàm sumx của mình là đầu tiên mình đưa vô đây là cái gì, một cái bảng, thì tôi muốn là cái gì, cái bảng của mình ha, thì tôi muốn là thống kê theo tháng ha. Thì ở đây tôi thống kê theo tháng thì tôi lấy danh sách các cái tháng này nè, và tôi sum là nó cộng, mà giống như nãy tôi nói là nó cộng các giá trị này lại thì nó ra số 5, cộng các giá trị này lại nó ra số 7 thôi, thì tôi sum nó lại ha, tôi sum cái cột này lại, cái cột E2 value lại theo từng tháng thì nó ra số 7 thôi nha. Được chưa nè các bạn, các có nắm được cái này không? Bây giờ để cho nó dễ đó ha, bây giờ các bạn làm lại từng bước cho tôi nè. Đầu tiên các bạn thiết kế cái này nha, thiết kế cái gì này, rồi các bạn làm cho tôi cái cột E2 value trước nè, E2 value trước nè, được chưa, E2 value nè. Nhớ là cái này, cái cột dead nè, các bạn kéo vô đây nha, kéo cột dead vô đây thì các bạn bỏ hết đi, giữ lại cho tôi cái này, năm và tháng thôi, nhớ nha, giữ lại cái năm và tháng thôi, rồi các bạn tạo cái E2 value này, tạo cái E2 bước 1 nè nha. Rồi cái bước thứ hai á, là để cho dễ hiểu á, thì các bạn thử dùm cho tôi nè, new cái table, new cái table ha, new cái table ha, new cái table để mình thử cái hàm value này nè, nó tạo ra cái table này nè. Bản chất nó lấy ra dữ liệu của cái cột GMIN này, nhưng mà mình tạo cái cột GMIN này trước, các bạn quên nè, tạo cái cột GMIN này trước nè nha, trong cái bảng Dead Dimension nè, tạo cái cột GMIN này trước cho tôi nè nha, tạo cái cột GMIN này nha, tạo cái cột GMIN này.
nè. Sau đó rồi các bạn thử cho tôi là cái gì, sử dụng cái hàm value này. Bản chất value là nó lấy cái cột này thôi, nhưng mà nó lấy không lấy giá trị trùng lắp, nên do đó nó chỉ có giá trị trùng lắp nó bỏ, nó lấy một lần thôi, do đó nó chỉ trả về có 96 dòng, 96 giá trị thôi nha. Mình ở đây mình phải new table ngang, tại bản chất cái hàm này nó trả về cái table ha, thử nha. Yeah. Rồi sau đó các bạn mới quay qua các bạn tạo cái measure thứ hai là cái đếm số tháng đạt định mức, là có ha, đếm số tháng đạt định mức ha, đếm số tháng đạt định mức. Rồi các bạn thử đi, rồi có thắc mắc chưa rõ thì các bạn hỏi lại ha, làm từng bước giống như thầy hướng dẫn nha, được chưa các bạn? Nắm được cái yêu cầu chưa? Cái làm rồi ha, cái câu này nó hơi khó đó nha, ai có câu hỏi thì cứ việc hỏi ha, còn không thì thầy dừng lại cho các bạn làm, rồi có thắc mắc thì các bạn hỏi nha, làm thử nha. Nha. Thì cái bài đáp của mình là mình kết thúc ở đây nha các bạn ha. Thì bây giờ bữa nay mình qua cái bài cuối ha, đó là xây dựng báo cáo quản trị hay còn gọi là dashboard ha. Thầy có gửi cái tài liệu lên cho các bạn đó ha. Thì trước mắt là cái bài giảng nè, phần bài tập nè, cái phần bài tập của mình nè ha, bài tập ha, xin lỗi, bài tập bài tập thầy gửi lên cho các bạn để thầy mở ra cái file đó lại, bài tập ha, bài 6 xây dựng báo cáo anh chị ha. Rồi thì còn hai cái file này nè, tí nữa thầy hướng dẫn cho các bạn public lên, thì các bạn lưu ý giùm cho thầy cái chỗ này nè, cái này là cái logo thôi ha, cái logo thôi, còn cái này là cái hướng dẫn tạo tài khoản, hướng dẫn tạo tài khoản. Cái phần hướng dẫn tạo tài khoản á là ở đây thầy nói sơ một tí là các bạn phải có một cái địa chỉ mail. Thì ở đây nè, khi các bạn trong tí nữa các bạn public lên á, để public lên được á thì các bạn phải đăng nhập. Đăng nhập ở đây thì các bạn phải dùng một cái tài khoản của Microsoft ha, đăng nhập thì phải dùng một cái tài khoản Microsoft. Thì cái tài khoản Microsoft này thì mình sẽ dùng một cái tài địa chỉ mail để mình tạo một cái tài khoản Microsoft. Thì các bạn chỉ cần truy cập vô cái trang này nè ha, cái link này nè, và làm theo các cái bước hướng dẫn của thầy ha, các cái bước hướng dẫn thôi, rất là đơn giản từng bước. Khi nó yêu cầu nhập con số thì các bạn nhập con số bất kỳ nhé, số bất kỳ. Verify nó yêu cầu bạn nhập con số thì bạn nhập con số bất kỳ thôi nha, lúc nó yêu cầu nhập một cái số gì đó thì các bạn nhập bất kỳ là được rồi. Thì kết quả đó thì các bạn sẽ nhận được cuối cùng á là các bạn sẽ nhận được một cái tài khoản Microsoft, tài khoản Microsoft. Thì đây là cái tài khoản dùng để đăng nhập vào Power BI, đăng nhập vào thì lúc đó mình mới public lên chia sẻ cái ứng dụng của mình được nha, chia sẻ cái ứng dụng mình được. Còn cái bước hai này thì không còn, cái bước hai này thì không còn nha, các bạn chỉ làm bước một thôi, là tới đây bạn dùng một cái địa chỉ mail của mình ở trong đây, một địa chỉ mail bình thường của mình ha, các bạn nên dùng một cái địa chỉ Gmail gì đó, rồi các bạn đăng ký thì kết quả đăng ký nó sẽ trả về cho bạn một cái tài khoản Microsoft, và mình ha, và mình dùng cái tài khoản Microsoft này để mình đăng nhập ha, là cái file hướng dẫn đó ha, file hướng dẫn ở đây được chưa? Rồi bây giờ bữa nay mình qua bài 6, thì trước khi qua bài 6 các bạn trong cái bài 5 á, phần đáp các bạn có câu hỏi gì thêm không, thì cái phần bài tập bài 5 là mình đã làm hết rồi ha, thì nó sẽ còn thêm một cái số hàm thì rảnh thì các bạn xem thêm, chứ còn nếu mà nói về hàm thì nó có hơn mấy trăm cái hàm, mình không có thể là mình giới thiệu từng cái hàm hết, thì còn những cái hàm quan trọng về ngày tháng, những cái hàm quan trọng ha, thường dùng thì thầy đã hướng dẫn và minh họa hết rồi ha, kể cả mình đã sửa bài tập rồi. Thì bây giờ
Còn sau này mình làm mình còn cái hàm nào thêm thì mình sẽ tìm hiểu thêm, chứ còn cái thư viện hàm nó rất là nhiều, giống như Excel vậy đó. Các bạn làm năm này tháng nọ chứ còn cũng muốn kể, nói tính ra là mình cũng không có xài hết tất cả các thư viện hàm của nó đâu nha, nên mình cũng không có cần phải bận tâm là mình phải biết hết tất cả các hàm. Khi nào còn thêm thì mình tìm hiểu thêm, chứ thường là mình dùng mấy cái hàm chính thôi. Rồi thì hôm nay là cái bài cuối của mình nha, là bài 6 này là xây dựng báo cáo quản trị nha. Thì nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì bây giờ mình làm tiếp ha, mình vẫn dùng cái bài Microsoft này của mình nè, để mình làm tiếp cái phần ha, Microsoft này để mình làm tiếp cái phần xây dựng dashboard ha. Buổi trước mình học cái phần trực quan rồi thì bây giờ mình xây dựng cái dashboard ha. Dashboard là mình bản về mặt bản chất đó, là mình cũng làm các cái trực quan thôi chứ không gì hết, làm các cái trực quan này thôi, mà chẳng qua là các cái trực quan này mình ráp ra thành một cái trang tổng thể, nó gọi là cái dashboard. Cái trang gồm tập hợp các cái trực quan ha, tổng thể nó gọi là một cái dashboard nha. Ví dụ như cái bài tập của mình là mình sẽ làm cái dashboard, nó có ba trang như vậy. Trang thứ nhất ha, trang thứ hai, trang thứ ba ha, trong cái file bài tập. Rồi ok chưa? Có câu hỏi gì thêm không các bạn? Rồi, nếu không có câu hỏi gì thì thôi, mình bắt đầu bài 6 luôn, cho nó kết thúc cái bài cuối của mình. Thì trước khi mình đi vô cái phần dashboard thì có một số cái kỹ thuật liên quan nha, thầy nói luôn để cho các bạn làm. Nó bao gồm là ở đây nói sơ về cái cách thiết kế. Thì một cái dashboard thì giống như nãy thầy nói đó, nó có nhiều cái trực quan, mình làm từng cái trực quan rồi mình sắp xếp nó lại thành một cái dashboard nha. Trực quan rồi mình sắp xếp nó lại thành dashboard, nên trước tiên đi nha, mình sẽ làm cái phần bài tập này trước, từng cái trực quan riêng rẽ trước rồi đến cái phần ráp vô dashboard rồi mình nói tiếp ha, chứ không là các bạn sẽ hơi khó hiểu. Thì cái phần này ví dụ như mình làm từng cái trực quan này đi, đây là cái trực quan đơn vị ha, tổng số lượng bán theo từng cái loại sản phẩm này thì mình làm thì để làm thì các bạn cứ làm một cái trực quan trên một trang đi ha, mình dùng cái trực quan ba chưa. Ở đây mình kéo cái số lượng, ở đây là category ha, số lượng bán theo từng cái nhóm hàng, trục x là số nhóm hàng nè, trục y là cái số lượng bán nè, mình kéo cái cột số lượng bán vô unit nha, kéo số lượng bán vô. Thì nó hiển thị ra rồi, mình muốn đứng hay muốn ngang thì mình xoay ngang thôi nha, xoay ngang thôi chứ không có gì hết, rất là đơn giản nha, rất là đơn giản. Rồi mình muốn bây giờ màu đi ha, tôi nói về cái màu cho nó giống cái phần bài tập của mình. Thì để làm cái màu á thì các bạn copy cái mã màu ở đây nè ha, ví dụ cái trực quan này nè, cái này là trục x đúng không, category là trục x, mình vô cái trục x nè, xin lỗi, mình cái màu ha là cái data color nè, các bạn vô cái data color các bạn lấy cái màu sắc nó ra lấy chưa đây nhá, data color lấy chưa đây, lấy cái màu nó ra ha, copy cái mã màu nè. Rồi mình qua cái bài trực quan của mình, data color, mình đổi cái màu lại thôi, more color, dán cái màu nó vô nha, đó đấy nha. Đó là cái thứ nhất là cái màu. Cái thứ hai để hiển thị cái giá trị ở đây thì các bạn bật cái data label lên thì nó hiển thị tổng số lượng là 4 triệu mốt hay gì đó ha. Bạn muốn nó phông chữ nó đậm hơn thì bạn chọn cái color của nó nè, data label bật lên là chọn cái color cho nó màu nó đậm hơn một tí ha, con số nó đậm lên một tí ha, 4 triệu mốt, 2 triệu chín, từng cái số lượng bán của từng nhóm này đó, ha. Mấy cái báo cáo này mình làm rồi. Rồi cái thứ hai là cái biểu đồ này ha, tôi làm biểu đồ dễ trước đi ha. Cái trực quan hóa không theo gian địa lý nè, thì trực quan hóa cũng là các cái nhóm hàng, và cái này là doanh thu tại các cái country ha,
doanh thu tại các country, mình dùng cái trực quan không gian địa lý nha, trực quan map. Rồi nêu cái mới đi nha. Thì cái trực quan không gian địa lý thì bữa mình làm rồi, mình biết cho thôi. Thì cái location này nè, country thì mình kéo cái country vô thôi. Country thì ở đây kéo vô nè. Rồi kéo rộng đó. Ở đây mình có 7 cái country, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái country nè. Rồi mình muốn cái bong bóng nó lớn nhỏ đó, thì các bạn chỉ cần lại gì, kéo cái vô cái size nè ha. Mình kéo cái revenue vô, total revenue vô cái size nè ha, bong bóng nó lớn nhỏ thôi liền ha. Mình ở đây mình có ở đây là Mỹ nè, thấy không, 1,6 tỷ nè, Mexico là 51 triệu nè ha. Đây là doanh thu, tổng doanh thu tại các quốc gia, mình có 7 cái country, 7 quốc gia. Nhưng mà cái bài này của mình đó là nó chia trong tại Mỹ đi, thì bốn cái nhóm hàng, mình có bốn nhóm hàng, thì mỗi nhóm hàng nó chiếm bao nhiêu, thì mình có thể đưa vô thêm cái nhóm hàng vô cái reason nè ha. Nhóm hàng là cái category, category nè, vô cái nhóm hàng thì nó chia ra ha. Tại Mỹ nè, nhóm hàng là bốn nhóm hàng, là mỗi nhóm hàng chiếm bao nhiêu, kéo bự ra ha. Đó là cái trực quan này ha, không gian địa lý này tôi ôn lại trang trí với buổi trước mình làm này rồi nha. Rồi rồi bây giờ tôi nói cái trực quan số 2 này luôn. Cái này là doanh thu theo năm tháng nè, doanh thu theo năm tháng nè, thấy chưa, doanh thu theo năm tháng. Cái này là tổng doanh thu, cái này là năm tháng nè, dùng trực quan 3 nè. Doanh thu theo năm tháng thì mình cũng dùng cái trực quan này thôi, 3 thôi nha. Rồi, trục x của mình là 5 tháng, lấy cái năm thôi đúng không? Ở đây cái bài của mình là chỉ có 5 thôi đúng không? 5 thôi. Chưa nói cái line này nha. Tôi đang nói cái doanh thu revenue, cái này là cái tăng trưởng, rồi tôi sẽ nói cái tăng trưởng ha. Rồi thử rồi. Bây giờ mình kéo cái năm vô đúng không, thì bạn kéo cái cột ngày vô trục x nè nha. Rồi cái doanh thu nè, total revenue nha. Rồi bây giờ mình chọn cái màu nó tương tự, là mình qua cái tab format á, các bạn thấy cái data color nè, màu nè, các bạn chọn cái màu. Hồi nãy mình copy mã màu rồi nên nó có mã màu sẵn rồi nè, chọn thấy nha. Rồi mình muốn bật cái label lên, thì các bạn bật cái data label lên thì nó có con số nè, bao nhiêu tỷ nè ha. Cái này mình muốn cho nó đậm lên một tí đi, thường cái data label cho nó đậm lên một tí nè, 0.48 triệu nè, 0.45 triệu tỷ nè, bốn là bi tỷ ha. Đó là cái của mình bây giờ. Còn cái này là tí nữa tôi sẽ bổ sung vô ha, chưa nói liền. Rồi bây giờ tôi thử cái slicer này, 5 nè, slicer 5 thử đưa vô thử. Cái slicer này tôi tạo ở đây luôn cho các bạn thấy. Rồi cái slicer là cái này nha, bữa mình làm dùng đát mình cũng có dùng thử rồi, tạo cái slicer 5. Thì các bạn có thể kéo cái cục 5 vô cũng được, 5 vô cũng được. Rồi mình chọn ở đây là cái dạng list ha, cũng được. Còn không á, các bạn kéo cái cục date date này vô, thì các bạn nó đang hiển thị ở dạng ngày, thì các bạn chọn nó ở dạng là date hierarchy ha, hierarchy. Thì các bạn ha, rồi các bạn bỏ bớt cái quý đi, cái tháng, cái ngày đi, thì nó lấy cái năm thôi. Thì bản chất của cái slicer này nó là cái bộ lọc, ví dụ như là đây là doanh thu nè, bạn thấy doanh thu của từng năm nè. Bây giờ tôi chọn năm 2019 thì nó lọc, nó chỉ hiển thị doanh thu của năm 2019 thôi. Tôi chọn 2018 thì nó hiển thị doanh thu của năm 2018 thôi, hình như không. Còn tôi bỏ lọc thì nó hiển thị hết, thì nó dùng để lọc thôi chứ không có làm gì hết ha.
ý nghĩa của cái slicer là dùng để lọc thôi. Hoặc là tôi đang nói về cái khu vực nè. Tôi đưa cái slicer khu vực nè. Cái này là 5 đúng không? Nhưng mà cái 5 này nè, cái slicer 5 này nè, các bạn lưu ý nó không phải là ở dạng lít, mà nó ở cái dạng là không phải dạng lít, mà dạng drop down. Drop down có nghĩa là nó gì nè? Khi bạn click vô đây bạn chọn nè, chọn năm 2019 nè. Click ra ngoài ha, drop down. Giống như trong Word á, drop down là cái này nè. Đó, click vô nó hiển thị ra là chọn, nó gọi là cái drop down, thấy không? Drop down nha. Còn bạn muốn chọn hết thì bạn bỏ chọn thì nó trở về hết ha, click ra ngoài cái là cái drop down. Còn cái slicer này mà mình đang cho nó hiển thị ở dạng drop down nha, chứ không phải là dạng click. Còn tôi thử một cái slicer ở dạng list nè. Ví dụ tôi đưa cái region này, region này. Thì tôi tạo thử cho bạn xem. Tôi tạo một cái slicer này. Rồi, region thì nó là cái nằm trong bảng sản phẩm nè. Category region nè. Region đâu? Không phải, nó nằm trong cái bảng region nè, là cái khu vực đó ha. Kéo cái khu vực vô. À, ở đây nó có, nếu mà các bạn muốn bỏ cái plug này đi thì các bạn chọn ở đây nè. Bộ lọc nè. Ha, region nè, các bạn click vô đây. Các bạn select all là lấy hết, bỏ cái plug này đi. Thì nó mất cái chữ plug ha. Ha, giống như cái bài của mình này. Nó không có chữ blank mà nó có thêm cái chữ select all. Nếu mà bạn muốn nó có cái chữ select all á, nha, ha, bạn thấy nè, bỏ cái blank nè, bạn chọn trong bộ lọc nè, ha, reason nè, bạn chọn hết, bạn bỏ cái blank đi, ha. Còn bạn muốn có chữ select all nữa đó, thì các bạn qua cái phần định dạng này nè. Nha, các bạn thấy ở đây nó có cái selection control nè. Mình chọn cái show luôn cái chữ select all đây nè. Thì bạn thấy nó có chữ select all nè. Select all là click vô đây nó chọn hết. Nha. Selection control nè. Thì cái bộ lọc có nghĩa là sao? Đây là doanh thu của từng năm ha. Ví dụ như còn đây là khu vực, ví dụ tôi chọn một cái khu vực bất kỳ thì nó là cái doanh thu của từng năm nhưng mà của cái khu vực này thôi, nó lọc doanh thu của cái khu vực này thôi. Tôi chọn khu vực này thì đây là doanh thu của từng năm mà của khu vực này thôi. Các bạn hình dung không? Nha, nó lọc ra của từng cái khu vực cho mình. Ví dụ khu vực này là không có doanh, không có bán hàng thì nó không có. Ha, nhiều khu vực nó không có ha. Khu vực này có thì nó hiển thị. Nha, có nghĩa là slicer nó dùng để làm bộ lọc thôi. Nha. Được chưa? Rồi, trước khi mình ráp vô cái này thì bây giờ để ôn lại một tí để các bạn làm trước cho tôi cái này đi. Làm cho tôi ba cái trang này nha. Thứ nhất, cái để làm đầu tiên làm cái này cho nó dễ trước nè. Được chưa? Mình lấy cái category nè. Category từ sản phẩm nè. Rồi ở đây mình đưa vô cái số lượng nè. Cái unit nè. Ha. Đưa vô. Còn nhớ cái màu là bạn qua đây bạn data color bạn chọn nha. Còn bọt cái này lên là data label. Ha. Để tôi gửi cái mã màu này cho các bạn. Chúc hôm các bạn không có ha. Tôi gửi cái mã màu này. Thầy cho em hỏi, ví dụ như mình có hai cái chart á, mình format cái chart 1 xong mình muốn copy nhanh cái qua cái chart 2 có làm được không? Tí nữa thầy chỉ cho. Dạ, tí nữa thầy chỉ cho. Tí nữa ráp vô thành cái trang dashboard thầy chỉ cho ha. Có nghĩa là mình làm mình copy qua thôi em. Copy qua thôi. Không, ý em là em đang cái chart 1 em chọn được cái màu xanh rồi, cái chart 2 á em muốn nhanh nó thay phải đi vô select mã màu á, có làm nhanh được không thầy? Được. Được luôn. Thực tế là nó làm gì nè, nó em phải chỉnh ngay từ đầu. Nó có cái thêm, nó có cái gọi là cái nó gọi là cái gì ta, đây nè, cái thêm của nó, thấy không? Thì khi em chọn một cái thêm bất kỳ á thì nó cho em định nghĩa cái màu chung luôn, thấy không? Để thầy lấy ra thử cái customize nè, một cái thêm bất kỳ nè ha.
em biết chưa, cái giống mũi tên đi nha, rồi em customize đó. Thì mặc định ví dụ như em muốn cái phong nó là cái gì, cái màu nó là cái gì, mặc định là màu gì, em sửa từ đây nè, hiểu không? Tại vì mà em thấy mặc định là em làm cái ba ra nó có màu này nè, nhớ không? Thì em chọn từ đây, hiểu không? Thì hiểu ý thì đó không? À, cái test cũng vậy, mặc định là em muốn phong nó bao nhiêu màu, màu nó đậm cỡ nào, thì một cái test nó sẽ mặc định đó. Cái này giống như cái mặc định khi em tạo ra nó lấy cái màu này, hiểu không? Giống như hồi nãy là khi mỗi lần mình tạo ra một cái ba thì nó lấy cái màu xanh hồi nãy đó, mình phải đổi màu xanh này nha. Đó, ý là vậy. Rồi, cái trực đầu tiên là làm cái trực quan này, được chưa? Thì mấy rồi, sau đó nhớ nha, cái trực quan đó thầy không chụp. Không chụp hình là tại vì trên đây nó có rồi nha. Thầy không có chụp nữa, bạn mở cái file này ra nó có rồi nè. Rồi, thứ hai, các bạn làm cái trực quan thứ hai là trực quan không gian địa lý. Thì mình dùng cái trực quan map này nè, và mình kéo cái country vô ha, country vô, và ở đây mình cái chỗ size này nè, mình đưa cái revenue vô. Được chưa? Country và revenue vô. Rồi cái region này là mình bạn kéo cái category vô ha, thì nó ra không gian địa lý. Rồi cái trực quan thứ ba là mình làm cái này, làm bao nhiêu đây thôi nha. Cái trực quan thứ hai thứ ba là trong đây nó có hết hai nè ha, rồi thứ ba nè, chưa làm cái ground nè, ground tí thầy hướng dẫn. À đây, làm như đây thôi, trực quan này thôi, được chưa? Thôi để thầy chụp cái hình luôn để cho các bạn dễ có cái ý để làm ha. Thầy chụp cái hình này. Rồi cái trực quan thứ hai là không gian địa lý nha. Không gian thì lấy, bạn muốn coi trong cái file bài tập cũng được. Rồi cái trực quan thứ ba là mình làm cái trực quan này nha, cũng là dùng cái ba này thôi nha, được chưa? Rồi sau đó là các bạn là cái gì, các bạn thêm cho tôi hai cái slicer này, slicer này là năm, à lấy cái năm vô, rồi kẹp mình xóa bớt vừa cái năm này thôi, và nhớ là cho nó hiển thị ở dạng drop down. Còn cái này là region. Region ha, là cũng là cái slicer để lọc thôi. Bản chất cái này để lọc thôi. Ha. Ha. Làm xong đi, rồi thầy hướng dẫn tiếp cho nó nhiều quá các bạn quên đó ha. Ha. Rồi cái mã màu thầy gửi cho luôn ha, mã màu xanh nè, ha, copy cái mã màu này. À, câu hỏi của Kiều Anh đó là cái này là tí thầy hướng dẫn luôn nha, tí thầy hướng dẫn luôn nha, tại nó liên quan đến cái dash một tí, ground là cái tăng trưởng thôi, nó dễ lắm chứ không khó đâu, nó dễ lắm. Rồi à, tại vì mình phải phải làm cái bài này nè, rồi mình mới nói được cái ground ha. Rồi tới đây đi, mình làm tiếp ha. À, rồi bây giờ mình tạo cái bộ lọc ha, slicer country nha. Bây giờ tôi hướng dẫn tiếp. Rồi tí nữa mình tới đây rồi tôi sẽ quay lại tôi nói cái graph bộ lọc ha. Bay 11 ha. Mình tạo cái bộ lọc ha, slicer nè. Theo country. Country thì mình ở đây kéo vô thôi, đơn giản vậy thôi, không có gì hết nha. Yeah. Nếu mà muốn còn hiển thị select all thì mình thêm cái select all vô. Nhớ qua đây, ngay selection control nè. À, select all ha, ta thêm cái chữ select all đây. Nha. Còn cái chữ country này nè, các bạn muốn off thì các bạn off luôn, thấy không? Muốn bọt thì bọt ha. Đơn giản. Rồi, bây giờ mình tạo một cái group này nè. Đây, để mình làm cái chỗ này nè ha. Tôi hướng dẫn cho cái chỗ này. Nó gọi cái này là gọi là hierarchy nha, group. Thì các bạn xem ở đây nè ha. Thông thường á, khi các bạn dùng cái trực quan matrix như vậy,
quan machine này. Nếu mà một cái dữ liệu, một cái thông tin mà nó được group sẵn, ví dụ như cái ngày nè, cái ngày nè, nó group sẵn cho mình nè, nó có là năm, quý, tháng, ngày, nó gọi nè, bạn coi cái này nó là để chữ nè, sao hierarchy nè, yeah. Thì khi các bạn kéo nó vô thì nó có sẵn cái group, kéo vô nè, bạn thấy nè, năm nè, đến quý nè, đến tháng nè, đến ngày, cái này nó gọi là cái group ha, theo từng cấp từ năm đến quý đến tháng đến ngày, cái này nó gọi là cái hierarchy, được chưa? Nếu là một cái dữ liệu kiểu này thì nó trong Power BI nó tự tạo. Còn đối với dữ liệu kiểu test thì mình nó không hiểu để nó tạo, tại nó không biết cái cấp nào là cấp cha, cấp nào là cấp con. Cấp cha ví dụ là năm rồi đến quý rồi đến tháng. Còn test thì nó không biết là cái category rồi đến cái shipment rồi đến cái product, hay là product rồi đến shipment rồi đến category, nó không biết. Do đó mình muốn làm cái group thì mình phải tự định nghĩa. Nó có hai cách. Cách thứ nhất, ví dụ như cái cấp cha nè, cấp lớn nè là category bạn kéo vô nè. Giống như năm vậy đó, rồi đến quý nè, quý ví dụ như cái shipment là con nè, quý nè. Rồi sau đó bạn thấy nè, cái năm là category nè, đến quý nè. Thấy chưa? Cái cấp con là nè, shipment là con của category. Ví dụ sản phẩm nó là con của shipment, giống như cái tháng là con của quý nè. Thì bạn kéo vô thì trong một cái shipment nó có cái sản phẩm. Đây là một cách mình kéo thứ tự nó vô cái rau này luôn. Là một cách. Cách thứ hai á, thì mình có thể tạo một cái hierarchy, hierarchy giống như cái kiểu này. Bằng cách á, là mình đứng ở cái cấp cha này, cấp ngồi cùng hết nè. Các bạn thấy dấu ba chấm không? Các bạn tạo new, new một cái hierarchy. Thấy chưa? Tạo. Thì khi bạn tạo nó ra gì? Ha. Rồi bây giờ đến cái cấp thứ hai là shipment nè. Hay là bộ phận nè. Bạn add nó vô cấp con này, add vô, bạn list vô dấu ba chấm nè. Bạn add nó vô cái hierarchy nè. À, add vô cái hierarchy category nè. Thì bạn thấy lúc này nó có hai cấp nè. Category shipment. Còn bạn muốn xóa thì bạn list đứng ở đây, bạn delete nó đi. Nếu nó sai thì bạn delete đi ha. Rồi đến sản phẩm nè, bạn muốn add nó vô nè. Cái chữ dấu ba chấm cũng add vô cái hierarchy của category hierarchy. Thì nó vô cái sản phẩm. Thì lúc này bạn chỉ còn kéo một cái này vô thôi là nó ba cấp luôn. Sản, category nè, shipment nè, rồi product nè, sản phẩm nè ha. Thì cái này là mình tự tạo cái hierarchy cho cái kiểu test. Được chưa? Hierarchy thứ tự mình ép cho nó đúng ha. Rồi bước tiếp theo, bây giờ mình đưa các cái thông tin vô. Với đây là revenue, là cái total revenue của mình á, cái total revenue của mình, kéo cái total revenue vô ha. À, đây là cái doanh thu ha. Các bạn muốn sửa tên lại thì các bạn click vô đây sửa tên nè ha, rename nè. Được không? Mình muốn sửa lại cái tên gì thì revenue thôi cũng được, hay là để total thì mình sửa ha. Enter. Nha, sửa tên thôi, click vô đây rename thôi ha. Nha. Nhưng cái cột mình kéo vẫn là cái cột total revenue ha. Rồi. Tương tự cái total revenue này. À, tôi kéo thử cái phần trăm nè, bạn coi cái phần trăm nè. Cái phần trăm là nó tính cái phần trăm theo, à lấy cái này chia cái tổng, đúng không? Lấy cái này, phần trăm này chính là lấy cái này chia cái tổng. Thì cái phần trăm mình làm chưa? Mình làm rồi đúng không? Cái phần trăm bữa trước mình đang làm là cái gì đâu? Percent, percent tắc nè, thấy không? Phần trăm, thấy chưa? Thì mình chỉ cần kéo cái phần trăm này vô thôi. Bữa trước mình làm rồi ha. 1.82%, 1.68%, 1.68, 1.82 thấy không? Bữa trước mình làm cái phần trăm rồi, đúng không? Đát mình học cái phần trăm rồi. Rồi, tiếp theo mình làm tiếp cái doanh thu. Cái này PI sale có nghĩa là previous year. Sale có nghĩa là doanh thu so với năm trước. Bạn hiểu ở đây là nó như thế nào? Ví dụ ở đây là doanh thu. Dữ liệu của mình là từ mấy bạn? Dữ liệu của mình là từ năm 2010. Dữ liệu của mình là từ năm
2012 đến 2019 đúng không? Đúng không? 8 năm. Thì cái doanh thu năm trước là ví dụ ở đây là mình tính tổng doanh thu nè, là tổng doanh thu từ năm 2012 đến 2019 nè. Còn cái này doanh thu so với doanh thu của năm trước nè, có nghĩa là năm 2012 đến 2019 thì cái này là từ 2012 đến 2018, trước đó một năm. Cái nghĩa là cái doanh thu của nhóm hàng này đến đến thời điểm hiện tại là 2019. Còn này, doanh thu của nhóm hàng này đến thời điểm trước cái thời điểm hiện tại năm là từ năm 2012 đến 2018 nha. Mà doanh thu năm trước mình làm chưa? Làm rồi. Đâu rồi? Revised year đâu? Revised year nè. Buổi trước mình làm nè. Thấy không? Doanh thu năm trước nè. Rồi, mình kéo vô doanh thu năm trước. Kéo vô. Còn mấy cái này bạn có thể sửa tên lại ha. Sửa tên lại vì name cái này là phần trăm đúng không? Phần trăm cái revenue. À, phần trăm cái doanh thu. Rồi cái này mình muốn sửa tên lại cái gì đó, mình sửa là viết cho tắt là PI là previous year. Previous year sale ha. Hay là để revenue cũng được, tùy bạn. Cái bài của mình đã để sale thì mình để sale ha. Rồi. Cái tăng trưởng là sao? Tăng trưởng thì ở đây bạn hình dung cái tăng trưởng là lấy doanh thu năm hiện hành trừ doanh thu năm trước chia cho doanh thu năm trước, doanh thu hiện hành trừ doanh thu năm trước, rồi lấy cái hiệu này chia cho doanh thu năm trước thì nó ra cái tăng trưởng. Cái công thức tính tăng trưởng nó là vậy, mình chưa có, mình tạo. À, này gọi là phần, nhưng mà trình bày ở dạng phần trăm ha, phần trăm ra. Thì nó có một cái cách làm như vậy ha. Tôi tạo một mới một cái mixer này ha. Tôi đặt là tăng trưởng. Rồi. Nha. Thì là bằng cái gì? À, doanh thu nè. Là total revenue nè. Chưa? Doanh thu năm hiện hành là cái total revenue nè. Đúng không? Trừ doanh thu năm trước là trừ cái gì? Trừ cái doanh thu năm trước là previous year nè, ha. Trừ cái previous year nè. Thấy không? Rồi cái hiệu này đi chia cho cái doanh thu năm trước thì mình dùng cái phép chia, thì mình dùng cái hàm là divis nè, bữa trước thầy nói nè. Ở đây phẩy nè. Previous year. Ha, doanh thu năm hiện hành trừ doanh thu năm trước rồi lấy cái hiệu này chia cho này thì nó ra cái tăng trưởng ha. À, mình đặt cái phần trăm luôn đi cho nó giống cái bài ha, cái tên. À, kéo vô ha, và mình định dạng nó ở dạng phần trăm. Thấy chưa? Ra 24, 69%, 26% nè. Coi thử phải không? 24 là 26% nè, thấy không? Đó, được chưa? Đó, rồi, bây giờ mình làm cái này trước đi ha. Xong rồi bây giờ xong cái trang, cái này thực tế là các bạn đã xong cái dashboard chân 2 này luôn rồi nè. Cái này chính là cái dashboard chân 2 nè. Profit á, cái dashboard profit ha. À, đã bo chân hai rồi đó. Làm này ha. Đó. Rồi sau đó thầy sẽ quay lại, thầy nói cái chỗ cái biểu đồ này cho các bạn một tí ha. Thầy quay lại thầy nói cái biểu đồ này nha. Để làm xong đi. Tới đây ổn không các bạn? Ổn chỗ này không? Có ai hỏi khác, có gì chưa rõ hỏi không? Thầy cố gắng thầy làm từ từ cho các bạn đó. Tại cái trực quan bữa trước mình học rồi, bữa nay mình ôn lại và mình làm thêm thôi. Đáp mình cũng học rồi. Cố gắng tương tác với thầy cái đi. Ổn thì tương tác giùm thầy. Còn ví dụ như mình chưa ổn thì có hỏi gì thì hỏi. Thấy không? Tương tác với thầy cái sao có hai bạn hả? Kiều Anh với Trang à? Còn bốn bạn được mà. Bữa nay là bạn Khánh xin ốp đó. Tường Vi. Còn Mỹ đâu tương tác với thầy cái. Rồi. Vậy bây giờ thầy dừng lại ha. Cho các bạn làm. Thầy chụp cái hình này. Thì ở đây nè. Nhớ nè.
mình có bốn. Trước tiên là các bạn làm cái slicer này thì dễ rồi, đúng không? Kéo slicer này, kéo cái ở đây là cái country thôi, dễ rồi, đúng không? Nè, thầy chụp cái hình này luôn, dễ, thầy cũng chụp luôn ha. Đầu tiên là cái này, cái slicer. Thứ hai mình tạo cái hierarchy này, hierarchy này đây của cái bảng là sản phẩm nè, trong cái bảng sản phẩm nè tạo cái hierarchy này, được chưa? Nhớ là đầu tiên là tạo mới, lấy dấu ba chấm, tạo mới nha, nhấn vào phải ngay kia để nó tạo góc ngoài. Rồi sau đó bạn chọn từng cái đến shipment, thì bạn chọn shipment, bạn add vô ha, add vô cái hierarchy ha, tạo cái hierarchy này, được chưa? Rồi cái thứ ba là bây giờ mình kéo vô nè, kéo vô ở đây là mình nhớ là mình kéo cái cột này chính là cái gì, kéo từng cái vô cái total ha, cái này chính là cái total, cột đầu là total thì mình đi. Thầy chụp cái hình này trước ha. À, cái hình này trước đi cho các bạn dễ là khỏi quên nè. Ha, à, chụp cái hình này trước. Bước hai là tạo cái hierarchy này nè. Ha. À, rồi, cái bước ba là mình sẽ thiết kế từng cái mục này. À, từng cái. Thì các bạn chỉ cần kéo cái total revenue vô. Ha, total revenue vô. Nhưng mà mình được phép mình đổi tên. À, rename mình đổi tên lại, đặt là revenue giống cái bài. Rồi cái phần trăm này là thực tế mình cũng làm rồi. Phần trăm là mình cứ kéo cái bơ sinh tắc vô thôi, mình đổi tên thôi, bơ sinh tắc. Rồi chỉ có cái này nè, cái doanh thu năm trước, doanh thu năm trước mình cũng có rồi, reverse gì nè, kéo vô đổi tên thôi. Chỉ có cái tăng trưởng này, tăng trưởng là mình tạo mới thôi. Thì cái công thức tính tăng trưởng trong cái bài này của mình là như vậy: lấy doanh thu năm hành trừ doanh thu năm trước rồi chia doanh thu năm trước ha. Rồi ở đây mình định dạng nó dạng bơ sinh tắc, lấy hai số lẻ. Rồi làm xong cái này rồi thầy nó hướng dẫn tiếp chứ nó nhiều quá các bạn quên, thì dừng lại nha. À, tại thầy không thấy tương tác, thầy không biết các bạn trở ngại gì không ha. Rồi bây giờ thầy quay lại cái ha. À, mình đã xong cái đáp bo, đây cũng là một cái đáp bo của ha, đáp bo này các bạn đặt tên là trang profit ha, giống như cái bài của mình á ha, trang profit thôi. Rồi bây giờ quay lại cái chỗ này, mình thiết kế cái trang này cho nó xong luôn, mình thêm cái ground vô đây thôi, giống gì hết. Thì bản chất của cái này nha, còn mấy cái trực quan này mình có rồi, cái logo thầy cũng gửi cho các bạn rồi nha. Rồi bây giờ mình quay lại cái bay này, thì đưa mình đã có cái tăng trưởng rồi, thì mình cái trực quan này nè nha, bây giờ các bạn sẽ đổi nó thành cái trực quan mà có thêm cái like vô nha. Cái này cũng được, cái này cũng được. Cái này là stack column, còn cái này là cluster column, cái nào cũng được ha, có thêm cái line này mình chuyển qua cái đó. Rồi sau đó thì bạn sẽ thấy nó có thêm cái mục là line này, line value này. Thì mình sẽ kéo cái gì vô, mình sẽ kéo cái tăng trưởng của mình vô thôi. Kéo cái tăng trưởng đâu, tăng trưởng là mình làm hồi nãy rồi. À, cái tăng trưởng trong cái sale, à, phần trăm tăng trưởng nè, thì bạn thấy nè, phần trăm tăng trưởng ha. Thì để trên cái này nè, các bạn muốn thấy cho nó rõ là đúng sai ha. Trước tiên là tôi nói về cái quay lại cái bài của mình ha, mình chọn cái màu khác một tí, màu này nó không được cái line nè ha, cái line mình qua đây mình định dạng cái line nào, data color. À, cái line này ha, mình chọn cái màu, à, cái này mình đang màu này, mình cái này mình cho nó một cái màu
đậm hơn tí thôi nha. Rồi thì cái chỗ này nè, các bạn lưu ý cái này mà các bạn để làm để hiểu á, cho nó rõ đó, thì các bạn nên trực quan ở đây là do cái trục x của mình nó đang là 5 tháng ha. Thì các bạn thử cái chỗ này nè, cái tay nè. Thầy nêu cái bài mới đi ha, lấy một cái trực quan ra đúng không, mình đưa cái năm vô đây ha, đưa cái năm vô đây, đưa cái năm vô đây, rồi mình đưa cái ta tăng trưởng này nè, mình là để cho dễ nhìn á, thì mình đưa cái doanh thu năm hiện hành là cái total revenue nè, total revenue nè, doanh thu năm trước là reverse year revenue nè, năm trước nè. Rồi cái tăng trưởng nè, mình coi cái tăng trưởng nè. Tại cái bài này mình đang dòm cái tăng trưởng theo năm. Các bạn hình dung nè, đây là mình đang dòm cái tăng trưởng theo năm, đúng không? Tăng trưởng theo năm. Do đó để hiểu á, các bạn nên trực quan nó ra vậy nè. Bạn thấy nè, năm 2012 nè. Do trước đó nó không có năm nào hết, thì ở đây nó không có tăng trưởng, nên bạn dòm cái trực quan của mình nè. Năm 2012 là nó không có cái biểu đồ tăng trưởng này, không có nè, thấy không? Rồi qua năm 2013 là doanh thu năm 2013 nè, doanh thu năm 2012 nè, thì nó tăng trưởng, nó tăng lên là 27%. Thì bạn coi nè, năm này tăng 27% nè, bạn chiếu qua đây cái trục này là 30% nè, chiếu qua nè, thì bạn thấy nó đang là 27%, thấy không? Rồi tiếp xong năm 2014 nè, doanh thu như đây, doanh thu năm trước là như đây, thì nó tăng trưởng chỉ có 20%. Tăng trưởng 20% thì bạn sẽ thấy nè, nó tăng trưởng 20% nè, năm 2014 nè, tăng trưởng 20% nè. Nhưng mà biểu đồ nó đi xuống là lý do sao? Tại năm trước nó tăng 27 mà năm nay nó tăng cả 20 thì nó đi xuống thôi chứ gì hết, thấy không? Rồi tiếp theo nào, năm 2015 nè, doanh thu năm trước nè, tăng trưởng có 11 mà nên nó đi xuống nè, bạn thấy không? Năm 2015 nè, 11% đi xuống nè. Tương tự bạn thấy cái tăng trưởng nó sẽ đang đi xuống nè, đến cái chỉ có năm 2019 là từ 18 19 là từ 6% tăng lên 7% nè, tăng lên 7.9% nè, thì cái khúc chỗ này nó hơi đi lên nè, 6% nè, 7% nè, 9% nè. Cái trục y của nó, cái biểu đồ này lúc này nó sẽ có hai cái trục y, cái trục y này nó là cái phần trăm tăng trưởng, còn cái trục y này là cái doanh thu mà, và nó đều tính theo năm hết, nên do đó để dễ hiểu á, cái trực quan này nè, các bạn nên trực quan nó ra cái dạng này để mình dòm trước nè ha, trực quan nó ra cái dạng này ha, tí các bạn làm thử cái này cho tôi nè, trực nó quan nó ra để mình dễ nhìn ha, rồi sau đó các bạn mới đưa nó vô đây nha. Thì cái bài này của mình bây giờ mình sắp xếp lại thôi là nó ra cái dashboard liền ha. Cái bài của mình á, để sắp xếp thành cái dashboard thì mình làm sao? Ai cái dashboard của mình đây đúng không? Rồi mình sắp xếp và đưa cái logo vô đúng không? À, thì ở đây mình sẽ làm này, kéo hai này xuống, hai trực quan này xuống, hai cái slicer này xuống, đưa cái logo vô, thì đưa logo vô thì mình insert nè, hồi nãy thầy gửi cho cái hình rồi, mình đưa cái email vô, email là trong cái bài tôi có gửi cho bạn trên đó đó, cái hình logo nè. À, insert vô. Cái năm này kéo cái trực quan năm mình xuống. À, cho nó xuống một tí. Đó, kéo lại nè. Đó, ha. Rồi cái logo của mình đây. Rồi, cái trực quan này kéo lên. Rồi sau đó mình sắp xếp lại thôi, cái biểu đồ hai biểu đồ này kéo qua. Hai biểu đồ là mình có trước đó rồi. Chỉ cần copy thôi. Ctrl C, copy. Ha, dán ra. Ctrl copy và dán ra thôi. À, bạn kéo vậy nó có cái line đỏ để mình canh nhanh thẳng hàng chưa ha. Rồi kéo qua đây một tí,
Đó, ha. Rồi tương tự cái biểu đồ này. Đó, chọn Ctrl C copy rồi Ctrl V dán ra thôi. Để nó ra cái dashboard. Ha, sắp xếp nó lại thôi. Đó. Ha. Là nó ra cái dashboard. Rồi mình thích mình sửa tên rename cái này lại thôi. Đặt cái tên là cái trang cho thầy là cái trang. Cái tên là overview nha. Yeah. Này nó ra. Được chưa? Ok chưa? Đó, thì mình đã ra cái trang này rồi. Ổn chưa? Đó, công việc của bạn còn lại là các bạn insert cái hình vô. Email insert cái hình vô và sắp xếp nó lại thôi. Là xong. Nha. Sắp xếp nó lại thôi, thu chụp cái là mình xong cái trang 2. Được chưa? Rồi sẵn đây thầy nói cái tương tác luôn trong cái slide của mình. Cái phần nè, thiết kế và tương tác này, ha. Thì lưu ý cái chuyện thiết kế là nãy giờ mình đang làm cái thiết kế đó ha. Thì nó có thiết kế lưu ý cho thầy nè. Khi mình thiết kế như vậy đó thì cái này làm thiết kế trên desktop. Còn bạn muốn trên mobile mà bạn xem cái kiểu như vậy thì nó hơi khó. Thì ở đây là các bạn thấy nó có cái thiết kế cho mobile nè, cái Monolin nè. Nó có cái thiết kế cho mobile. View xin lỗi bên cái view nè, bên cái view nè. Ha, nó có cái thiết kế cho mobile. Mình click vô mobile nè. Thì trên cái mobile á thì mình bạn muốn thiết nó có sáu mình đang dùng cái sáu trực quan này. Trên mobile mình muốn dùng cái nào thì mình cứ kéo vô. Điện thoại nè, trên điện thoại nào mình muốn dùng cái gì, mình không thích thì mình đóng nó lại, không thích đưa logo vô mình chỉ muốn đưa những cái chính thôi. À ví dụ tôi muốn đưa là cái năm vô à, đó. Muốn đưa những cái năm cái nào chính vô thôi. Rồi tôi muốn đưa cái biểu đồ này vô thì trên mobile người ta sẽ xem được giống như vậy nha. Kéo xuống đó. Rồi muốn đưa thêm cái biểu đồ này vô thì mình kéo vô. Đấy, kéo. Ha. Đó, kéo. Rồi, thêm cái biểu đồ nào nữa thì mình cứ thích biểu đồ nào mình kéo vô. Ha. Còn thích thì mình remove ra, xóa nó đi. Không thích thì mình đóng lại mình xóa. Thì mobile nó chỉ xem được bốn biểu đồ này. Nếu mình chỉ thiết kế bốn cái biểu đồ, hai cái này mình không đưa vô thì trên mobile người ta không thấy. Nha, rồi đóng lại. Ha, muốn qua bên mobile để mình thiết kế thì mình click qua mobile để mình thiết kế. Đó là cái lưu ý ha. Rồi nó đây nè, còn mình không thích cái nào đó thì mình có thể xóa đi. Ví dụ tôi không thích cái này, không đưa này vô thì tôi xóa. Nha, vậy thôi. Cái đó là cái thiết kế trên mobile. Được chưa? Thì đó là một số cái lưu ý thôi. Còn mấy cái còn lại thì nó chỉ là cái lý thuyết chung thôi nha. Nha, đó là một số cái lưu ý kéo ra kéo vô thôi. Rồi bây giờ thầy nói cái phần tương tác này nè. Cái tương tác này nó mới là cái bạn hay dùng nè. Cái tương tác là sao? Tương tác ở đây các bạn lưu ý làm gì nè? Thường á mặc định là nó đã tương tác rồi. Ví dụ như ở đây nè. Tôi chọn đây là doanh thu ha của từng năm. Doanh thu theo từng năm. Ví dụ như tôi chọn ở đây, tôi muốn tôi chọn ở đây một cái nhóm hàng nè, category nè, mình có bốn category, tôi chọn một cái category nè. Thì ở đây nó sẽ lọc, nó lọc ra doanh thu của từng năm mà của cái category này. Tôi chọn category này thì đây là doanh thu từng năm của category này. Thì người ta gọi là tương tác. Tôi chọn ha, click cái nữa là bỏ chọn. Hoặc là tôi chọn ở đây là năm 2019 nè. Thì bên đây là số lượng số lượng bán của từng cái loại hàng nó lọc ra cho của năm 2019. Tôi chọn 2018 nè. Đây là số lượng bán của từng loại hàng trong năm 2018. Cái này người ta gọi là cái tương tác giữa các biểu đồ. Thì mặc định nó tương tác hết á, nhưng mà bạn có thể customize cái này được, nó cho mình hiệu chỉnh được bằng cách là các bạn vô đây nè. Ha. Các bạn thấy là nó có một cái chức năng ha, để tôi bật cái chức năng đó lên cho bạn xem cái
bạn chọn cái biểu đồ đi ha, bạn chọn cái biểu đồ, nó sẽ có cái chức năng là chọn biểu đồ ha. Bạn sẽ thấy ở đây nè, để tôi kéo nhỏ xuống tí cho bạn thấy. Bạn click chọn biểu đồ, bạn click qua trang format nè, bạn thấy nó có cái chức năng hiệu chỉnh cái tương tác, hiệu chỉnh cái tương tác ha. Ha, tôi chụp cái hình này, hiệu chỉnh cái tương tác. Nha, chọn biểu đồ, xin lỗi, chọn biểu đồ, tab format, edit này, bạn thấy nè. Có nghĩa là khi bạn click vô đây, bạn thấy nó active nè, bỏ click cái nữa bỏ, click cái active nè, thì nó cho mình hiệu chỉnh. Ví dụ như tôi muốn là khi tôi chọn một cái năm ở đây, cái biểu đồ này nó lọc theo, hoặc là không lọc theo, hoặc là biểu đồ này nó lọc theo, hoặc không lọc theo, mình ở đây không lọc theo thì mình bỏ năm đi, thì nó không lọc theo. Còn mình muốn lọc thì mình chọn cái biểu tượng lọc. Hình dung không? Tôi bỏ lọc này thử nè. Rồi, bây giờ tôi click ra ngoài, tôi chọn cái năm, bạn thấy năm có lọc theo nè ha. Tôi chọn cái năm, năm có lọc theo. Nhưng mà bây giờ tôi chọn lại nè. Format. Nè, tôi cho nó lọc. Ha, thì bây giờ tôi click nè. Bạn thấy nó lọc theo nè ha. Ha, 6 chấm mấy nè, 0.61 triệu nè. Cái này 0.67 triệu nè, ha. Tôi chọn cái năm thì bên đây nó lọc theo, click cái nữa là bỏ chọn nha. Nhưng mà nhớ lọc nó cũng có hai cái khái niệm lọc nha. Bạn lọc như vậy là nó lọc, nó thu nhận. Còn bạn chọn cái này là highlight nè, thì lúc này tôi chọn nè, thì nó đây là cái tổng nè, còn khi sau khi nó lọc lại nè, nó còn như đây thôi. Có nghĩa là năm 2019 nó chỉ còn như đây thôi, còn 8 năm thì nó là cái thanh dài nè. Tôi chọn năm 2018 nè, nó lọc lại còn như đây nè. Cái này nó gọi là highlight, còn cái này là nó lọc luôn. Bạn thấy 0.61 triệu nè, tôi chọn cái này 0.67 triệu nè, cái này là nó lọc luôn. Tương tự bên đây cũng được, bạn muốn cho nó lọc hay là bỏ lọc là tùy mình. Thì cái này nó gọi là tương tác giữa các biểu đồ. Hiểu ý thầy nói không? Các bạn có hiểu ý chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Cố gắng tương tác giúp thầy cá Trang nè, Mỹ nè, Kiều Anh nè, còn một bạn nữa. Rồi ok, rồi nếu hiểu là bây giờ thầy dừng lại cho các bạn làm thử nha. Thì làm cho thầy cái yêu cầu đầu tiên á là làm thử cái này nè, cái bay này nè. Trước khi làm cái bay này, các bạn làm thử viết cho đây nè, làm thử cái này trước nè, hồi nãy nè ha, làm thử cái này trước để mình coi cái tăng trưởng theo năm nè, để làm chi mình mới gắn vô đây. Gắn cái tăng trưởng vô đây. Gắn cái tăng trưởng vô đây. Thì lúc này mình chọn qua cái biểu đồ là line and start column, để lúc này nó xuất hiện thêm cái line này nè. Và mình kéo cái tăng trưởng vô đây thôi. Thì lúc này cái biểu đồ này nè, nó có ở đây là doanh thu, doanh thu theo năm. Còn ở đây là tăng trưởng, là phần trăm này nè, tăng trưởng theo, cũng theo năm. Rồi sau đó các bạn insert cái hình vô cho tôi, rồi sắp xếp lại, là nó ra cái trang này, trang dashboard này nha, ra cái trang dashboard này. Mình đặt cái tên trang là overview, overview giống như cái tên của thầy đấy nè, ha, ra cái trang. Được chưa? Rồi sau đó các bạn thử bật cái chức năng tương tác lên cho thầy, chọn một cái biểu đồ bất kỳ. Bạn muốn chọn biểu đồ này, khi chọn nó có các cái biểu đồ còn lại nó có lọc theo hay không thì mình chọn biểu đồ. Mình mới vô trang format nè, bạn tắt nè, bạn mở lên thì nó có cái thanh này nè, nó cho mình bỏ là không tương tác nè, hoặc là tương tác theo lọc, hoặc tương tác theo line 2, tùy mình nha. Làm thử cho thầy đi, rồi có thắc mắc gì hỏi thêm nha. Rồi tiếp tục ha, mình nói qua cái phần bút mặt một tí nha. Cái bút mặt này thì nó dễ thôi, thầy nói sơ qua thôi. Bút mặt này để làm cái gì ha? Thì cái bút mặt nó dùng để làm trong ngữ cảnh này nè các bạn ha. Rồi bây giờ thầy nói cái bút mặt nè, trong cái các bạn xem ha, để tí nữa mình làm thử.
Các bạn qua cái thẻ view nè, các bạn thấy nè, nó có những cái mục nè, ví dụ như filter của mình đây nè, mình có thể tắt nè, ha, bật nè, ha. Thì cái bút mặt nó nằm còn đó đó, nó sẽ bật nó lên nè. Tôi đóng cái filter lại đi, bút mặt nè, đóng lại nè, bật nó lên nè. Thì cái bút mặt nó làm cái gì? Thì bản chân cái bút bút mặt á, thì nó cho phép bạn lưu lại đánh dấu ha, hay nói một cách khác lưu lại đánh dấu các cái thao tác mình đang làm việc, để khi mình làm việc nhiều thao tác mình quên đó, mình có cái bút mặt mình lưu lại để sau này mình sử dụng ha, mình nhớ mình sử dụng. Tôi lấy ví dụ sau này nè, các bạn ví dụ các bạn thiết kế xong các cái trang rồi, các bạn sẽ có một cái bước là đi trình bày lại cho bộ phận quản lý xem cái dashboard của mình. Thì mình đi vô, ví dụ như tôi nói cụ thể một cái dashboard này đi, khi mình vô mình trình bày với bộ phận quản lý thì mình sẽ trình bày mình trình bày xong, mình sẽ trình bày bước thứ nhất là gì, mình giới thiệu cái trang của mình, ở đây là có các cái năm nha, rồi đây là các cái khu vực, rồi đây là cái doanh thu theo năm và cái tăng trưởng theo năm, rồi đây là số lượng bán theo từng nhóm hàng, rồi đây là cái doanh thu theo theo từng cái country và theo từng country và từng cái nhóm hàng ha, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình nói đến cái việc tiếp theo, mình nói ý nghĩa là gì khi tôi chọn, ví dụ như ha, ở đây tôi chọn một cái region, là một cái khu vực đi, thì khu vực đi, thì cái biểu đồ doanh thu thì nó sẽ lọc theo, nó hiển thị là nó lọc theo là doanh thu của khu vực đó, ví dụ như vậy. Tôi đã ha, mình trình bày tới đây, mình sẽ trình bày, mình sẽ nói như vậy. Thì rồi sau đó mình sẽ nói tiếp là gì, khi tôi chọn một cái năm trên biểu đồ này thì các cái trực quan này nó sẽ lọc theo, cái này nghĩa là số lượng bán nó sẽ lọc theo, số lượng bán của các nhóm hàng nó sẽ được lọc theo của cái năm đó, ví dụ như vậy. Thì mình có nhiều bước quá mình không nhớ nha các bạn, không nhớ, nhớ là mình chọn cái làm lọc nè, chọn cái nữa bỏ lọc nè, mình không nhớ, thì lúc này mình nhờ bút mặt nó lưu lại các cái bước trình bày của mình. Thì ở đây tôi làm thử cho các bạn xem ha. Tôi bật cái bút mặt lên nè, thì cái bút mặt nó rất là dễ dùng. Đầu tiên là tôi giới thiệu cái trang tổng quan ha. Thì cái bước một là tôi giới thiệu chung, thì tôi đưa cái bước một vô, mình có thể sửa tên lại, rename lại, tôi đặt cái này là bước một đi, ví dụ như vậy ha. Bước một tôi sẽ trình bày cái gì, được chưa? Rồi bước hai là ở đây tôi sẽ chọn một cái khu vực, tôi sẽ trình bày với bộ phận quản lý, tôi chọn khu vực để tôi trình bày là cái doanh thu này là và cái tăng trưởng này là tăng trưởng hàng năm của cái khu vực này, ví dụ như vậy. Thì tôi sẽ add cái bước mặt bước hai vô, add vô, tôi đặt cái bước hai ha, rename ha, bước hai mình ghi chú lại ha, đây là bước hai. Sau đó enter, sau đó là tôi sẽ nói tiếp là cái gì, tôi bỏ chọn. Rồi tôi sẽ chọn lại là cái gì? Bước 3 là tôi sẽ nói là tôi chọn một cái năm để tôi trình bày. Tôi trình bày cái phần là cái số lượng bán của các cái nhóm hàng nó sẽ được lập theo cái năm đó. Thì cái khi tôi chọn vậy, tôi sẽ add vào cái bước 3. Tôi sẽ nói cái này, đặt cái tên lại cho nó gợi nhớ ha. Ví dụ bước 3, đúng không? Đó, rồi enter. Rồi sau đó tôi tương tự tôi sẽ nói là tôi chọn một cái nhóm hàng, thì lúc này là tôi sẽ trình bày là doanh thu nó sẽ được lọc theo doanh thu hàng năm và tăng trưởng hàng năm nó sẽ được lọc theo nhóm hàng đó, đây là cái doanh thu của nhóm hàng này. Thế à, thì đây là bước 4, tôi add bước 4 vô. Cái ý nghĩa của bút mặt nó là như vậy, nó lưu lại các cái bước mà mình sẽ trình bày, tại khi mình vô trình bày mình gặp bán gốc mình không nhớ. Các bạn hiểu không? Mình lưu lại xong rồi, mình đóng lại ha. Ví dụ khi mình vô mình gặp ban giám đốc mình trình bày, thì lúc này mình tự nhiên mình không nhớ mình muốn trình bày cái gì, ví dụ như vậy. Thì mình mở cái trang mình ra như vậy, thì lúc này các bạn có thể là qua cái view, các bạn mở cái bút mặt lên, mình thấy các cái bước của mình và mình view ha. Nếu mà mình sai thì các bạn nhấn vào phải, các bạn xóa đi nha. Rồi bây giờ mình muốn trình bày là mình view xem. Thì lúc này mình hồi nãy ở đây mình có 4 bước nè, mình sẽ trình bày theo từng bước nè. Bước 1 là mình giới thiệu tổng quan hết nè. Rồi mình qua bước 2. Bước 2 nãy là mình nhớ mình ý mình muốn chọn một cái khu vực nè. Là mình trình bày doanh thu, tăng trưởng của khu vực, số lượng bán của khu vực đó nè.
Rồi qua bước 3 nè, là mình chọn một cái năm nè để mình trình bày là cái số lượng bán của các nhóm hàng được lọc theo năm là gì nè. Rồi bước 4 của mình là cái gì? À, mình chọn một cái nhóm hàng nè thì mình trình bày là cái doanh thu theo năm nè và cái tăng trưởng theo năm của từng cái nhóm hàng nè. Bạn thấy không? Lúc này mình chỉ cần chạy cái bút mặt là mình nó trình bày lại các cái bước này cho mình. Đỡ mất công mình nhớ. Các bạn hiểu ý nghĩa của bút mặt chưa? Ổn như này không? Nó đơn giản vậy thôi à. Ha, cái bước mặt nó chỉ đơn giản giúp cho mình làm công việc như vậy thôi à. Không? Thì còn cố gắng tương tác giúp thằng cái. Ổn không? À, ai còn chưa ổn thì hỏi. Ok. Rồi, thì tí nữa mình cứ làm thử một cái bước mặt dạng vậy đi. Ha. Rồi, bây giờ nó sẽ còn cái phần cuối này nè. Đó là cái các bước tạo bước mặt ha. Vậy thôi. Ha, rồi mình view mình xem thôi ha. Thì cái phần cuối này là cái what if parameter ha, cái what if parameter để mình làm cái trang thứ ba này, cái trang thứ ba này, cái này là cái what if parameter này ha, để mình làm ra cái trang này. Đây thầy bật cái này cho các bạn dễ nhìn cái hiệu năng ha, bật không ạ. Đây là cái what if nè. Ý nghĩa của what if này nó để nó làm cái gì? Đơn giản thôi. Có nghĩa là khi bạn cần giả lập một cái tình huống. Tôi đang nói là cái doanh thu của tôi nè. Tôi trình bày cái doanh thu nè. Cái thành màu xanh nha là doanh thu theo hàng năm. Doanh thu từ năm 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cái màu xanh nè là cái doanh thu. Thì ví dụ như tôi đang nói là cái năm 2019 nè. Tôi đang kinh doanh tốt. À, cái doanh thu hàng tháng. À, các năm của tôi nè. Là nó 2019 nè, nó đang là như đây, 2018 là như đây. Thì bây giờ tôi muốn mở rộng thị trường, thì muốn mở rộng thị trường á, hay là mở rộng khách hàng, hay là mở rộng thị trường, thì tôi muốn là cái gì? Tôi muốn giảm giá, tôi muốn giảm giá sản phẩm để tôi mở rộng thị trường, tôi khuyến mãi bằng cách là tôi giảm giá sản phẩm để có nhiều người mua hơn. Thì khi tôi giảm giá như vậy thì tôi không biết là tôi giảm bao nhiêu cho vừa. Tôi không biết giảm bao nhiêu, 5% hay 3% hay 7% hay 10% thì được. Thì lúc này á tôi sẽ giả lập, tôi muốn là tôi giả lập, tôi thử coi thử là à tôi giảm 5% thì cái doanh thu của tôi còn bao nhiêu, nếu mà tôi giảm 10% thì cái doanh thu của tôi còn bao nhiêu, nếu tôi giảm 15% thì cái doanh thu của tôi còn bao nhiêu. Thì tôi giả lập, à ở đây tôi giả lập một cái what if parameter, có nghĩa là cái gì? Tôi kéo qua đây 5%, có nghĩa là tôi giảm 5% thì cái doanh thu của tôi còn là cái thanh vàng này. Ví dụ như doanh thu hiện tại đúng của tôi không giảm giá thì nó ra như đây 484106, nếu mà tôi giảm 5% thì lúc này cái doanh thu của tôi chỉ còn là 459 thôi, các bạn hiểu không? Nếu mà tôi giảm 10% thử coi, à thì doanh thu của tôi còn bao nhiêu, à tôi giảm 10% nó còn là 435. Thì mình tự điều chỉnh này để mình coi thử là nếu mà mình giảm ở mức độ nào là nó vừa phải, để cái tổng doanh thu của mình, ví dụ mình đặt cái chỉ tiêu là nó vẫn là trên 400 triệu thì mình à thấy mình giảm bao nhiêu là vừa. Tại mục tiêu mình giảm để tăng số lượng khách hàng lên nhưng mà vẫn đảm bảo doanh thu, thì lúc này mình không biết giảm 5% là được vừa hay là 10% hay là giảm 15%, thì mình tạo một cái giả lập để mình coi thử cái doanh thu của mình đó. Sau khi tôi giảm 15% thì cái doanh thu còn lại của tôi là bao nhiêu? Nếu mà tôi không giảm là nó như đây nè. Cái revenue của tôi là 484. Tôi giảm 15% nó còn là 411. À, nếu mình đặt chỉ tiêu là doanh thu phải trên 400 triệu thì mình giảm 15% cũng được. Nhưng mà ví dụ mình giảm 20% thôi. Nó còn nhiêu? Nó xuống dưới 400 là không được, đúng không? À, mình giảm tối đa cũng được giảm 15% thôi. Tại khi mình giảm giá thì khách hàng nó sẽ mua nhiều hơn. Mà mình không biết giảm bao nhiêu để vừa, mà mục tiêu của mình là cái doanh thu làm sao nó phải đạt được là trên 400 triệu, ví dụ như vậy. Hiểu ý thầy nói không? Thì cái này nó gọi là tạo một cái giả lập hay là một cái what if để mình xem cái doanh thu của mình theo một cái ngữ cảnh nào đó. Ngữ cảnh là tôi muốn giảm giá để tôi tăng cái mở rộng thị trường, tôi tăng số lượng khách hàng lên. Thì để làm công việc này thì mình phải tạo một cái what if parameter. Nha. Thì cái what if parameter này nói một cách khác á, là nó tạo những cái tình huống giả định
để mình xem cái thống kê của mình nó thay đổi như thế nào. Có nghĩa là cụ thể trong bài này là mình xem cái doanh thu của mình nó tăng hay giảm còn bao nhiêu, nó có còn trong cái định mức cho phép hay không, ví dụ vậy nha. Thì để làm cái này á, để sẽ làm mẫu cho một cái các bạn dễ hình dung. Em nêu một cái mới này nha. Thì trước tiên á, để làm á, thì mình làm cái trực quan này ra đi. Cái trực quan này thì dễ thôi, doanh thu theo năm thì nãy giờ mình làm rồi nha. Doanh thu theo năm đây, thầy làm thử một cái cho xem nè. Mình lấy một cái biểu đồ nào cũng được ha, biểu đồ stack cũng được mà cluster cũng được ha. Tôi lấy cluster đi. Doanh thu theo năm thì mình kéo cái năm vô, trục x của mình là e là năm, trục x của mình là năm, giữ cái năm thôi. Okay. Rồi trục y của mình là mình kéo cái doanh thu vô, total revenue. Rồi mình bật cái region lên, qua chọn màu nè, data color nè, tôi chọn màu nè. Rồi sau đó tôi bật cái giá trị cái label này lên, thì data label nè, tôi bật lên để nó hiển thị cái này lên. Mình muốn cho cái chữ nó đậm nhạt hơn thì mình chọn lại nó đậm hơn tí cho nó rõ nha. Đây, doanh thu theo từng năm được chưa? Bây giờ tôi giả lập thử nha cho bạn thấy. Ở đây tôi đang dùng biểu đồ này, thì để giả lập á, cái what if á, thì lúc này các bạn xem nè, nó có chức năng insert nè, model nè, thì bạn thấy cái model line này nó có một cái new parameter ha, là một thứ. Thì mình cứ xem thử nha. Các cái chức năng của mình ở đây, bỏ cái này ra đi. Thì cái này là new parameter, what if parameter đó, nó chính là cái what if parameter đó. Thì để tạo một cái what if parameter thì tôi tạo sao ha, các bạn xem nha. Trước tiên bạn click vô đây thì nó tạo ra cho mình một cái what if parameter. Thì cái này cái tên thôi, tôi đặt là parameter revenue đi ha, revenue parameter revenue, cái tên đặt cái gì cũng được. Ví dụ như mỗi lần tôi tăng giảm 5%, 10% gì đó, 5% cái nghĩa là 0.05, thì cái kiểu dữ liệu này nó là kiểu số thật nha, kiểu số thật decimal ha. Rồi cái giá trị ở đây là tôi sẽ cho từ 0 đến 1. Ví dụ như tôi tăng 5 phần theo phần trăm thì mình cho từ 0 đến 1, tại 100% là 1, tôi tăng giảm 50% là 0.5, cái phạm vi của nó là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, nhỏ nhất là 0, lớn nhất là 1 ha. Rồi mỗi lần tôi cho là tăng, mỗi lần ở đây tôi kéo ở đây nè. Kéo ở đây nè. Tôi tăng 5 ha, bước nhảy là 5. Thì lúc này ở đây tôi sẽ chọn ở đây là tăng 5% thì tôi ghi là 0.05. Nha. Rồi, mặc định là tôi để không đi nha. Thì ok, bạn có ok nha, thì nó ra cái gì? Nhớ cái tên nè, parameter và đi. Thì nó tạo ra cho bạn một cái bảng này nè. Cái bảng này. Một cái bảng này nè, trong đây nè. Parameter này. Thì mình xem dữ liệu trong đó nó ra cái gì. Thì cái bảng này bản chất nó chỉ có một cái cột thôi, cái cột này nó cũng lấy cái tên là para value này luôn, và nó chứa các giá trị từ 0 đến 1. Cái giá trị từ 0 đến 1 này là và mỗi lần nó thay đổi là tăng lên là 0.05, tăng cho đến từ 0 cho đến 1. Con số này nó phát sinh từ đâu, có nghĩa là nó phát sinh từ đây nè. Hồi nãy bạn insert ha, bạn tạo á, thì bạn nhớ là hồi nãy ở đây bạn chọn từ 0 đến 1 nè, đúng không? Và mỗi lần mình tăng là 0.05 nè. Thì cái giá trị của cái bảng đó từng dòng, dòng đầu là ở 0 nè, dòng sau là 0.05, dòng sau là 0.1, nó tăng tăng cho đến số 1 thôi, giá trị nhỏ nhất lớn nhất. Nha. Thì bạn thấy cái bảng này nó tạo ra từ các cái giá trị mình định nghĩa từ 0 nè, rồi tăng 0.05, 0.1, 0.15 nó tăng tăng cho đến 1 thôi. Nó tạo ra cho mình một cái bảng như vậy.
Và cái này nè, cái parama này nè, thực chất hồi nãy mình tạo á, là các bạn để ý á, là nó có hỏi mình là có add cái slicer không. Cái này là cái slicer này thôi nè. Nếu mà bạn không chọn ở đây thì nó không tạo ra cái slicer này cho mình, nó vẫn tạo ra cái bảng nhưng mà không tạo ra cái slicer này. Còn bạn add thì nó tạo ra cho mình, hiểu không? Còn lỡ nó không tạo thì sao? Thì bản chất cái này là tôi cũng kéo từ đây ra vô thôi, tôi tạo cái này rồi, dữ liệu của này chính là cái cột này nè, cái cột từ cái bảng này nó kéo ra thôi, nó ra cái này thôi chứ có gì đâu. Và chẳng qua cái hồi nãy nó khác á, là nó đang trình bày ở cái dạng này nè, nó trình bày cái dạng là để tôi cần xem xét là nó đang trình bày cái dạng này nè, single value nè, bạn thấy không? Thì ví dụ như bạn không thích nó không tạo ra thì bạn tạo tự tạo rồi bạn kéo cái cột này vô thì mặc định nó cũng là cái dạng single value nè, thấy không? Mỗi lần bạn kéo thử nè, 0.05 nè, rồi 0.15 nè, 0.20 nè, mỗi lần mình kéo nó tăng 5 nè, hình như không? Chẳng qua cái này là cái slicer thôi. Và khi bạn tạo cái what if parameter là nó tạo ra cho cái bạn một cái bảng chứa các cái giá trị bạn định nghĩa, giá trị nhỏ nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất, và mỗi lần nó thay đổi nó tăng bao nhiêu. Và bản chất là nó lấy cái cột này nó làm cái nguồn cho cái slicer này thôi chứ không gì cả. Thì mỗi lần người ta chọn ở đây nè, một cái giá trị ví dụ như là 10 10 nè, mình lấy cái giá trị này ra được không? Được không các bạn? Cái này buổi trước mình học rồi đó, các bạn còn nhớ không? Để lấy cái giá trị này ra bạn dùng cái gì? Các bạn còn nhớ buổi trước mình học cái bài này không? Mình có làm cái bài này không? Để tôi lấy cái slicer đó ra cho các bạn xem, buổi trước mình làm cái bài tập này rồi. Đây nè. Khi người ta chọn một cái mục trên cái slicer nè, mình lấy ra được con số này không? Lấy ra được nè. Thấy chưa? Thì mình dùng cái gì? À, có phải là cái này nè, mình đang dùng cái gì? Mình dùng cái hàm selected đúng không? Selected đến cái bảng gì? Cái bảng này và cái cột value. Đúng chưa? Mình dùng cái hàm selected để lấy cái giá trị người ta chọn ra. Thì cái bài này cũng vậy. Khi người ta chọn một cái mục giá trị ở đây, chẳng qua cái này cũng là slicer, bạn muốn lấy cái giá trị này ra thì các bạn thử nha. Thì bản thân nó tạo cho mình luôn cái miser này luôn, lấy dùng cái hàm selected để lấy dữ liệu từ cái cột này, cái bảng này, cột này luôn, bạn thấy không? Nên bạn kéo cái miser này vô nè, bạn thấy là bạn lấy ra được cái giá trị nè. Ta chọn 15% nè, ta chọn 20%, 30%, lấy ra được. Lấy ra được thì mình đã có cái giá trị này rồi, thì mình trừ đi 30% cái trị giá này thì nó ra cái giá trị mới. Tới đây hiểu không? Hiểu không? Bạn thấy không? Mình lấy ra được đúng không? Thì bản chất cái này là mình cũng tự làm được mà. À, nhưng mà khi bạn tạo what if parameter nó tạo ra cho bạn luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ công việc của mình là mình muốn tính là cái gì? Mình muốn biết sau khi người ta giảm 10%, ví dụ tôi chọn 10% thì cái doanh thu nó còn là bao nhiêu. Thì bây giờ mình tạo bằng cách là gì bạn? Tôi sẽ tạo một cái mixer mới ha, cái mixer mới, như một cái mixer nha. Cái này tôi gọi là cái giống cái bài của mình luôn đi ha, cho các bạn dễ nhớ. Cái này tôi đặt là amount đi ha, amount đi ha. Thì nó bằng cái gì? Có phải là bằng cái doanh thu của mình không? Là cái total revenue nè, bằng cái total revenue nè, đúng chưa? Trừ đi cái gì? Trừ đi cái total revenue nhân cho cái gì? Nhân cho 0.1 đúng không? Người ta muốn giảm 10% thì mình lấy giá trị nó trừ cho nó nhân 10%, thì cái này chính là mình nhân cho cái gì bạn? Nhân cho cái mixer này nè.
param này nè, đúng không? Mr. param này nè, param pariu nè, đúng không? Thì cái này nó chính về là nó trả về con số này nè, 0.1 nè, phải không nè? Rồi xong thì mình tạo ra được cái amount rồi, amount rồi thì mình kéo cái amount vô đây thôi, kéo vô cái value này luôn nè, thấy chưa? Thì có nghĩa là nếu người ta không giảm thì cái doanh thu, à cái dự báo của mình đó đang là, cái doanh thu của mình đang là 4,8 triệu, 0.48 triệu, ví dụ như tôi giảm 5% thì nó còn bao nhiêu, à nhiêu đây, tôi giảm 10% nó còn nhiêu, nó còn nhiêu đây, à 0.41, tôi giảm 20% nó còn nhiêu, à di chuyển chuột cho này bạn thấy nó còn 387 triệu, thấy không? Thấy chưa? À ví dụ như tôi nói là tôi giảm nhưng mà không được phép dưới 400 triệu thì mình sẽ thấy là à cái này nó còn có dưới 400 triệu nè, thì tôi chỉ giảm 15% thôi thì nó còn nhiêu, à 411 triệu, thì nó hợp lý, thì lúc này tôi quyết định tôi giảm 15% cái đơn giá, ví dụ như vậy. Hiểu ý thầy nói không? Thì cái what if parameter nó giúp cho mình thử nghiệm trước, giả lập trước khi mình làm, được chưa? Đó, còn chẳng qua là cái à, bạn làm thêm cái này, thêm cái này thì sao? Cái này chẳng qua là nó là nhân, nhân cái này lên ra thôi, nhân cái này ra thôi. Nhân cái này ra, cái trực quan này nè, nó copy ra một cái nữa cần trên C, copy ra một cái nữa cần trên V. Rồi mình xoay cho nó gì? Xoay cho nó ngang vậy thôi. Là nó xong. Thấy không? Là ra cái bài này. What if parameter. Thấy không? Chẳng qua còn lại là mình đổi màu thôi. Đổi màu để tôi lấy cái màu. À, cái màu vàng, cái màu xanh ha. Thì mình đổi một cái, là ví dụ như mình chọn thử một cái đi, data color nè, cái màu vàng, không phải, cái này màu xanh, cái này màu xanh, rồi cái này màu vàng, á à, ví dụ như vậy. Ủa sao nó ra màu ghê à? Xanh. Đúng rồi đó, nó không có ghê đâu. Rồi còn không mình cho cái màu nó sáng hơn tí. Đó ha. Tương tự cái này cũng vậy, chọn cái màu này ha. Rồi dưới đây mình chọn màu này ha. Đó là xong, được chưa? Thì cái trang này của mình nó là vậy thôi ha. Ở đây là cái gì này, gì này thì bạn copy cái gì này trên này thôi. Mình đã tạo cái gì rồi, cái gì từ cái bài trước mình đã có cái gì rồi. Bài trước này nè, mình đã có cái gì rồi, copy thêm cái gì qua ha. Copy cái gì qua. Dạ, yeah. Rồi, thầy hướng dẫn cho cái chỗ này một chút cho nó xong cái bài này luôn nè. Là mình còn cái này nữa nè. Cái này thực tế mình có hết rồi. Ở đây là mình đang dùng cái trực quan này nè. Trực quan. Cái này nó chỉ chứa một giá trị thôi, còn cái này nó multi là nó chứa nhiều cạc. Thì bạn kéo nó vô thôi. Tôi kéo cái multi cạc nó vô nè. Nè. Rồi ở đây mình còn cái gì? Coi thử còn cái gì. Doanh thu, số lượng, đúng không? Doanh thu, số lượng. Doanh thu là mình có cái total revenue. Rồi. Số lượng là mình có cái unit ha, số lượng. Rồi, mình còn gì nữa? Hiển thị gì nữa? Doanh thu năm trước tăng trưởng. Doanh thu năm trước mình cũng có rồi, doanh thu năm trước đây. Rồi, tăng trưởng của mình là cái gì? Crowd. Các bạn có thể đổi tên, rename đổi tên nha. Rồi, mình định dạng này thôi, qua cái định dạng mình cho font nó lớn lên. Nha. À mình cho cái đa, cái cạc này nè lớn lên, màu chữ nó đậm hơn ha. À cái cạc này
Rồi cái là cái đường thanh viền này nè, các bạn để ý nè, tôi cho cái đường viền nó đậm hơn nè, bạn thấy nó đậm hơn năm nha, thì bạn thấy cái đường nó đậm nè, ha, cho năm thôi, màu nó nhạt bớt đi ha. Cái cạc là cái này nè, cái thanh này nè. Rồi rồi cái data label nè, mình cho nó phong 12 nè, bây giờ tôi cho nó phong 30 là lớn lên nè, thấy không? Nha, phong 30 lớn lên nha. Rồi còn không mình cho nó khoảng chừng là 26 thôi, vừa thôi nha. Đó rồi muốn bold hay không thì các bạn tùy các bạn nha, muốn bold hay không thì tùy các bạn. Cái data label này nha. Rồi ở đây mình có màu nền nữa ha ta, cái màu nền nữa nè, mình cho nó có một cái màu nền thì các bạn cứ định dạng thôi, cái background nè, background color là bạn cho nó một cái màu nhạt một cái nha, còn thích nhạt nữa thì bạn chọn chọn nữa, mình cho nó nhạt hơn nữa nha. Đó rồi ok, background nè thì nó ra cái trang của mình, được chưa, ổn chưa, không ổn không? Đúng không? Ai cố gắng tương tác cho thằng cái ha. Bây giờ thầy hướng dẫn lại cho các bạn làm nè. Nha, rồi thầy sẽ gửi cái bài mẫu này cho các bạn ha, ba cái trang này cho các bạn tham khảo nha. Tí nữa thầy gửi. Trước tiên á là làm cho thầy cái gì? Cái what if parameter nè. What if parameter. Cái này là thầy để minh họa cho thấy thôi nha. Còn sau đó các bạn có thể bỏ đi, thấy không? Này, hồi nãy thầy để minh họa cho thấy thôi. What if parameter của mình là. Có nghĩa là gì? Để tạo cái what if thì nhớ xem cái bảng phát sinh của nó lại một lần nữa nè. Tôi nói lại tí là làm. Cái bảng nó sẽ phát, khi bạn dùng what if nó phát sinh là các giá trị này nó tạo ra cho mình cái bảng có một cái cột chứa các giá trị từ 0 đến 1 nè, mỗi lần tăng 0.05 nè, là từ đâu có? Là từ khi là do khi mình tạo cái what if này nè, mình định nghĩa nè, cái tên không nói nè, cái tên là nó tạo ra cái tên nè, đặt cái tên nè, thấy không? Ví dụ tôi đặt cái này là param revenue này, thì nó lấy cái này làm cái tên bảng tên cột luôn. Rồi cái kiểu dữ liệu là kiểu số thật nè, ở đây tôi để từ 0 đến 1 nè, thì cái giá trị của các cái cột này nó từ 0 đến 1, mỗi lần tôi tăng ở đây là 0.05 nè, bạn thấy là dòng thứ nhất là không, dòng thứ hai là 0.05, rồi cứ lần nó cộng 0.05, nên cái bảng này nó ra là từ đây nè. Rồi bạn có chọn slicer thì nó tạo ra cái slicer này cho mình, thấy không? Còn không thì cũng ra ok, được chưa? Thì đầu tiên các bạn tạo cho thầy cái what if parameter này nha, đầu tiên tạo cái what if parameter từng bước nha. Rồi bước 2 thì khi bạn tạo xong rồi á, nó sẽ tạo ra cho các bạn cái bảng này nè ha, xem thử cái bảng này nè, thấy chưa? Được chưa? Xem cái bảng này, sau khi bạn có what if parameter rồi, rồi bây giờ bạn tạo ở đây ha, bạn muốn thay đổi thì bạn chỉ cần kéo cái này thay đổi giá trị ha. À. Rồi thứ hai là bạn tạo cái trực quan này, cái trực quan này bạn đang dùng cho thầy là cái cluster column chart, cái số 4 này, tạo cái trực quan này, tạo cái trực quan này. À, tạo cái trực quan này, khi tạo cái trực quan này nè, các bạn lưu ý làm sao, để tôi xóa rồi tôi chụp lại. Để trước khi làm cái trực quan này nè, các bạn lưu ý cái chỗ này nè, cái giá trị nè, khi bạn chọn ở đây để bạn lấy được cái giá trị này, chẳng qua cái này nè là mình lấy từ cái slicer này nè, khi người ta thay đổi một cái mục trên cái what if này nè, đúng không, 0.01 để mình lấy ra được thì nó tạo
bản thân khi bạn tạo cái clip nó tạo ra cho bạn cái slicer, à, cái mixer này luôn. Mà nếu nó không tạo mình tự làm được, bữa trước mình làm rồi nhớ không? À để mình lấy con số này thử nè, khi mình thay đổi mình lấy được con số này nè, để cái này nó tạo sẵn cho mình luôn, mình chỉ cần xem thôi, mình tạo thử cái này để mình xem thôi, dùng cái trực quan ra để xem thôi, để mình thử để mình hiểu nó ha. Bước 2 rồi đến cái bước 3 đó, bây giờ bạn mới tạo cái này, tạo cái này bạn dùng cái trực quan này nè ha. Trước tiên bạn tạo cái này á, bạn phải làm cái amount này nè, cái amount này tạo một cái mixer này, amount này nè, amount này là bằng cái doanh thu trừ cho doanh thu nhân cho cái giá trị của cái mixer này nè. Mixer này chính là con số 0.1 này nè. Bạn phải tạo ra cái amount này trước nè. Nha, tạo ra cái amount này. Rồi, sau đó bạn mới tạo cái trực quan này ra. Bạn lấy cái total revenue và cái amount này vô. Được không? Dùng cái trực quan này. Kéo nó vô thôi. Và cái này là mình lấy cái năm thôi. Là xong. Thấy không? Mỗi lần bạn thay đổi nó tính. Nha. Rồi, tiếp theo ở đây nè, các bạn lưu ý nè. Còn cái tôi nói tiếp theo, còn cái này bạn copy ra rồi bạn xoay nó lại thôi. Copy ra cái bạn xoay lại thôi nha. Còn cái này nè là nó chính là cái multi card này nè. Multi card bạn kéo vô đây thôi. Kéo vô cái multi card này, kéo vô thôi. Nha. Multi card này kéo vô thôi. Vấn đề còn lại là mình định dạng nó thêm một tí, thì tôi nói sơ là cái chỗ định dạng nè. Định dạng thì nó đơn giản, bạn cứ mạnh dạng làm cái phần định dạng, mình đừng có sợ sai, nó không có gì để sai cả. Thứ nhất là cái data label nè, mình cho nó đậm lên, rồi font size là 26 cho cái chữ nó bự lên nè, con số này bự lên nè. Rồi bạn muốn bold hay không bold là tùy bạn, cái data label là con cái này nè. Nha. Rồi cái card này nè, cái card chỗ này nè, mình định dạng ở đây nè, cho cái này nó lớn nè, là cái thanh sáng này nè, thấy không, thanh sáng này nè. Đó, định dạng thử thôi nha. Rồi bây giờ các bạn làm thử đi ha, làm từng bước thử đi, là nó xong cái này là có nghĩa là mình đã làm xong cái trang My Performance nè nha. Bạn chỉ cần copy cái gì này từ cái trang đầu của mình, có cái gì nè, mình copy qua thêm cho nó đẹp thôi ha, cái slicer này. Yeah. Thì bạn sẽ ra được cái trang này nha. Rồi bây giờ thầy dừng lại cho các bạn làm thử. Lại cái chỗ này cũng hơi quên. Rồi thì cái phần còn lại á, là mình búp lít lên ha. Để thầy đóng lại bớt đi, tí nữa thầy gửi cho các bạn. À, búp lít lên. À, public cái này lên trên Power BI service nha. Thì để public lên á, các bạn nhớ thì trước tiên các bạn phải có cái tài khoản, giống như thầy nói ở đây nè. Cái phần bài tập này cũng sửa hết luôn rồi nha các bạn. Nha, về mình xem lại, mình làm lại lần nữa thôi. Nó ổn thôi. Thì cái tài khoản thì yêu cầu các bạn sẽ có một cái tài khoản mail nha. Thầy có gửi cái file tài khoản cho các bạn rồi đó. Nha, dùng một cái tài khoản mail Gmail để mình tạo một cái tài truy cập vô này nè, làm theo các bước để mình tạo ra cái tài khoản Microsoft nha. Cuối cùng của bước đăng ký này nè là tạo ra một cái tài khoản Microsoft. Và lưu ý á, thì trong đây nó có một cái lưu ý trong quá trình mình đăng ký này nè, nó có một cái bước chỗ đây nè, khi nó nhập một cái số verify này nè thì các bạn nhập đại số gì cũng được, không sao cả nha. Đó là cái lưu ý thôi. Thì khi bạn có tài khoản Microsoft rồi, cái phần 2 này không còn, chưa còn quan tâm nha. Chỉ quan tâm sau khi mình tạo xong mình có tài khoản Microsoft rồi. Thì mình dùng cái tài khoản này nè, mình đăng nhập vô. Ví dụ như tôi tạo, ha, tôi có tài khoản là tqthu.hcmus.edu.vn. Nha. Đây là cái địa chỉ mail. Trước tiên là cái địa chỉ mail của mình, Gmail của mình. Tiếp tục. À, địa chỉ mail. Rồi tới đây nè, mình mới chọn cái tài khoản. Tài khoản là chính là mình sẽ tạo cái tài khoản ha. Cái tài khoản sau khi nó ứng với tài khoản Microsoft nào á, thì nó có cái tài khoản Microsoft nào ha. Chọn tài khoản. Còn nếu mà bạn mới thì bạn new, bạn đăng nhập. Tài khoản Microsoft là cái tài, lúc này bạn đăng nhập là cái tài khoản này nè, tài khoản Microsoft nè. Hiểu ý thầy nói không? Còn bước đầu hồi nãy ở đây á,
là cái đây là nhập vô cái địa chỉ mail ha. Chúng ta nói lại cái chỗ này, đầu tiên là bạn nhập cái địa chỉ mail thôi nha, cái địa chỉ Gmail của mình nè, được chưa? Thì sau khi bạn nhập địa chỉ mail rồi thì lúc này nó sẽ yêu cầu bạn, bạn chọn bạn đăng nhập cái tài khoản Microsoft mà bạn đang tạo ở đây nha. Ví dụ tôi chọn tài khoản Microsoft đây, rồi nhập mật khẩu vô nha, đăng nhập. Thì sau khi bạn đăng nhập đây nè, cái tài khoản của mình, được chưa? Rồi bạn muốn public lên Power BI Service thì ở bên đây bạn mở trang web, mở cái trang web ra nha, bạn gõ vô đây nè, app.powerbi.com, cái link này app.powerbi.com, được chưa? Để mình vô Power BI Service nha. Tại nãy thầy đăng nhập rồi, thầy thoát đi, thoát sign out đi để thầy đăng nhập lại. Cái gì vậy? Ha, thì mình đăng nhập lại ha. Vô cái app powerbi.com đăng nhập thì mình cũng chọn cùng cái tài khoản đăng nhập ở đây. Nhớ nha, phải cùng cái tài khoản đăng nhập ở đây để nó mới kết nối hai cái được nha, một tạp ha. Cũng đây là cái tài khoản Microsoft này. Mình cũng đăng nhập cùng cái tài khoản Microsoft này. Được chưa? Rồi. Cái này thì cái bước cảnh báo thôi, bỏ đi, không quan tâm. Thì nhớ là nó cho mình miễn phí, nhưng mà cái tài khoản miễn phí này là cái tài khoản cũng là cái dạng là pro nha bạn. Cái tài khoản của mình cũng là tài khoản pro ha. Ha, nó cho mình một cái tài khoản miễn phí. Dùng trong 60 ngày, hết thì nó cấp lại, hết nó cấp lại cho mình. Rồi bây giờ mình công việc đầu tiên á, mình tạo một cái tạo một cái workspace, được không? Tạo một cái workspace này nè, bạn hình dung cái workspace này nè, nó giống như mình tạo một cái thư mục thôi. Tại trong đây sau này mình có nhiều cái ứng dụng, nhiều hệ thống này, mình đưa lên nhiều hệ thống chứ không phải là một hệ thống, nên mỗi hệ thống nó tương ứng là nó một tạo một cái workspace để nó lưu trữ thôi. Nên cái phần workspace này nè, các bạn tạo cái workspace, ví dụ cái bài này của mình là sales report ha. Tôi đặt là sale report ha. Bạn nếu mà có logo thì các bạn đưa cái logo lên đây luôn ha. Tôi có gửi cho các bạn cái logo đó, các bạn muốn thử cái logo thì đưa logo lên đây luôn ha. Cái logo, nhớ là cái logo này bạn chỉ đưa được cái hình mà có kích thước từ 20 kg đổ lại thôi nha. Rồi sale report luôn lại. Lâu quá là nó đóng này lại nha. Bạn thấy nó tạo cho mình một cái workspace sales report nè. Ở trong đây tôi có rất là nhiều cái workspace, thì mình chọn cái thư workspace giống như thư mục đó, bạn chọn cái thư mục đó ha. Thì bạn thấy nè, bạn chọn cái thư nó sẽ nằm ở dưới đây nè nha. Chọn cái workspace của mình, mình làm việc với workspace nào. Ví dụ tôi chọn làm việc với workspace này, tôi chọn thì dưới đây nó là retail analysis, tôi chọn ở đây là sales report thì ở đây nó là sales report, được chưa? Thì khi bạn tạo ra được cái workspace rồi là coi như gần xong rồi, thì mình quay trở lại chỗ này, mình ha, cái trang của mình đây, ví dụ của mình đây ha, mình chỉ cần public lên thôi, public lên thôi. À, thì bạn khi bạn public lên là thì do cái này với lại ở trên Power BI Service nó cùng tài khoản nên tự động nó kết nối, trên đây có bao nhiêu cái workspace nó kết nối được hết, nó nhìn thấy hết, bạn thấy không? Bây giờ bạn muốn public lên cái workspace nào thì bạn chọn, ví dụ tôi muốn public lên cái workspace sales report nè, tôi chọn, thì bản chất của nó là nó copy cái này lên cái đó thôi, chứ không có là cái gì cầu kỳ cả, các bạn hiểu không? Nó đang copy lên nè. Ở đây bạn thấy bạn có ba cái tab nha, bạn coi nó copy lên y chang ba cái tab đó thôi.
cái việc đúp lít rất là dễ ha. Rồi xong rồi nè, thì bạn đóng lại, bạn mở lên đây nè ha, thì bạn chọn lại cái cell report của mình nè, cái workspace nè, click vô dấu mũi tên nè, chọn cell report nè, thì bạn chọn cái cell report ở đây ha. Cẩn thận thì mình refresh cái đi ha. Cell report của mình thấy nè, nó lên nè, nó copy cái dữ liệu này lên nè, rồi những cái report của mình, ba cái report của mình ở đây nó copy lên luôn cái dữ liệu này luôn, nên nó có trên đây bạn thấy nè, đây là cái dữ liệu nè, đây là các cái report nè, bạn click vô đây bạn xem thử nè. Đó, bạn thấy ba cái tab của mình không? Thấy chưa? Ba cái tab của mình. Chọn lại đây, đây là cái phần dữ liệu này nè. Nó copy lên. Hình dung không? Đó là cách bút click lên, nó đơn giản vậy thôi đó. Nha, click vô report nè. Còn bạn muốn gửi cho người ta xem cách đơn giản nhất á, muốn gửi cho xem cái report này nè, thì bạn vô cái chức năng này nè. Nó có nhiều cách làm lắm ha. Bạn có thể là alo. Alo. Ai hỏi gì à? Thầy nghe chưa rõ đó. Ha, nó có nhiều cách làm lắm, bạn share ra ha. Bạn share qua một cái website. Được chưa? Bạn vô thực đơn này nè, bạn vô đây nè, bạn share ra cái website một tuần nè. Thì bạn copy cái link này nè. Control A. Bạn copy, xin lỗi. Biết chuột cái này, Control A. Control C. Ha, vô đây nè. Ha, chọn website một tuần. Thì lúc này đó, ở dưới đây nè, tí tôi gửi cho bạn một cái mẫu là file index không? Tôi gửi cho các bạn một cái mẫu. Cái mẫu cái file index này nó không có chứa gì đâu. Đợi thầy xíu nha. Thầy lấy cái file index này, thầy cho bạn một cái mẫu file này, nó đơn giản thôi. Còn không thì tạo mới đi ha. Tạo mới cho các bạn. Rồi tí thầy gửi cho các bạn luôn. À, new ha, bạn new một cái file test nè, nó thay vì tt thì bạn đặt nó là index.html ha. Rồi bây giờ bạn lên mạng bạn search thử cái trang html nha, cấu trúc trang, còn không mà để thì copy cho các bạn cho nó nhanh ha. Cái trang html này nè, tạo nó dễ lắm. Thì bạn làm dựa trên cái mẫu đó bạn làm. Đây à. Ủa, thầy để cái này chỗ nào ta? Trang đây nè, gì ha? Cần trên xe cái trang HTML này thôi. Nó đơn giản, nó không có gì hết. Để tí thầy gửi cho các bạn. Nè, thay vì mình tạo ra nó cũng vậy. Thì trong đây nó chỉ có như vậy thôi. Bắt ra. Bạn muốn mở nó xem thì bạn open with mở Notepad thôi. Chọn cái ứng dụng nè, bạn mở Notepad thôi. Mở Notepad thôi mình xem. Cái trang của nó bỏ này đi, cái này ha. Đừng có quan tâm cái này tí nữa, cái này là cái mình copy xuống nè. Thì cái mẫu của nó vậy, tí nữa là mình sẽ bây giờ mình sẽ đi copy cái này xuống nè. Đây, mình nhúng ha, mình vô mở report ra, mình vô file, chọn cái này. Rồi, mình Control A, mình copy cái này ha. Thì cái chỗ này mình chỉ cần dán cái chỗ này thôi, dán ra. Dán ra. Dán ra là xong rồi đó. Chẳng qua là tôi muốn đưa tôi chỉnh cái ở đây là trong cái file mẫu của tôi là tôi chỉnh cái tôi chỉnh cái chỗ chiều rộng nè, với lại cái chiều cao này lại thôi. Nha, chiều rộng nè, rồi chiều cao lại thôi. Cho nên tôi để cái mẫu đó. Thì tại vì cái mẫu của trên Power BI nó để cái chiều rộng, chiều cao nó cứng.
ha, nó con số cứng thì mình bỏ đi, lấy cái chiều rộng chiều cao của tôi nè, chiều rộng chiều cao của tôi nè, thì cái mẫu cũ của tôi đây nè, bỏ đi, tại tôi để đây là để tôi lấy cái chiều rộng chiều cao này thôi, và cái trang HTML nó đơn giản như thôi, mình xem đây là cái mẫu, mình chỉ dán mình thay thế cái này thôi, giữ lại cái chiều rộng chiều cao của mình thôi, đóng lại lưu lại. Thì lúc này á mình gửi cái trang HTML này cho người ta, mình mở thì người ta mở ra người ta xem này. Nó ra vậy nè đó ha, thì người ta sẽ xem dưới dạng giống như cái trang web á, nó có ba cái report nè bạn ha, mình cũng có thể click vô đây mình chọn nè ha, cũng có thể click vô đây chọn nè ha ha bạn ha, cái việc chia sẻ nó rất là dễ. Để thầy gửi cái mẫu file này cho các bạn. Thì cái phần public nó chỉ có vậy thôi. Thì về các bạn rảnh á, tôi gửi cái file HTML này luôn là mẫu ha. Thì các bạn rảnh á, thì các bạn sẽ tạo cái tài khoản cho mình. Một cái tài khoản Microsoft. Rồi các bạn public lên vô Power BI Service các bạn ha. Public lên thế này. Rồi sau đó các bạn bước lên rồi nó chép cái report lên, dữ liệu lên, rồi bạn mở report ra, bạn vô cái file, bạn chọn cái chức năng này nè, bạn copy cái này, copy này về, các bạn mở cái file mẫu của tôi ra, các bạn thay cái này nha, thay bằng cách là các bạn dán cái mới ra để chi, rồi sau đó mình thay cái chiều cao độ rộng này, rồi mình bỏ cái cũ đi nha, là nó sau đó là mình mở cái file này lên, open with lên là bạn xem được nó dạng như này. Đó là việc chia sẻ đó. Sau này người dùng người ta sẽ xem vậy đó. Bộ phận quản lý người ta xem vậy. Chứ người ta không phải là nếu mà bạn gửi cái file này cho người ta thì người ta phải cài Power BI Desktop người ta mới mở ra để xem được. Thì nó bất tiện lắm. Hiểu không? Đó, ý thầy là vậy thôi. Ha? Thì cái phần này thầy đã ghi video lại rồi. Thì về nhà các bạn xem lại video để làm nha. Nó vậy thôi. Rồi. Rồi thầy gửi ra cho các bạn cái file mẫu này luôn. Cái file mẫu này thầy đang lưu ở đâu này? Để cho các bạn về các bạn tham khảo cái ba cái tab này. Ha, sale report. Rồi nha, vậy là cái phần nội dung học của mình tới đây là kết thúc nha. Thì cái buổi tới mình chỉ có một cái buổi kiểm tra nữa thôi, thầy sẽ cho các bạn bài kiểm tra về nhà mình làm. Thì nhớ là thứ thứ bảy này nha, thứ bảy này thầy chiều thứ bảy đúng cái giờ học của mình á, chiều thứ bảy cũng là đúng giờ học của mình là 1:30 ha, 13:30. Rồi thì thầy sẽ gửi cái bài kiểm tra lên trên cái group này nè. À, group của mình và có cái địa chỉ mail để các bạn nộp bài, thời hạn nộp bài thì thầy nói sơ luôn cái thời hạn nộp bài thì thầy sẽ cho đến cái cỡ ngày 19 đó nha, mình nộp bài thì ai mà muốn thi thì mình làm, còn ai mà không muốn thi thì thôi không sao cả, rồi sau đó mình học cái môn nâng cao nha. Rồi các bạn có thắc mắc gì thêm không, có câu hỏi hay thắc mắc gì thêm không? Dạ không thầy ơi. Cái file đăng ký tài khoản thầy cũng gửi cho các bạn rồi nha. Về mình xem cái video này chắc là